chương 21 Tần ca Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tần Nguyệt Minh bọn họ làm xong nhiệm vụ, lấy đến nguyên liệu nấu ăn. Nùng canh, còn có một phần thực đơn. Nàng không hiểu lắm ẩm thực phương diện sự tình, xem thực đơn hỏi. Chiêu bài món ăn đồ ăn phổ cho chúng ta, bọn họ bí phương không phải tiết lộ. Trì Diêm như trước là ôn hòa bộ dáng, chỉ chỉ đàm mạch trong lòng cái bình kỳ thực tinh hoa tất cả kia phân nùng trong canh kia mới là độc nhất vô nhị phối phương sẽ không ngoại truyện bọn họ cho ta đồ ăn phổ kỳ thực chính là đến tiếp sau cần thêm cái gì rau dưa này đó rau dưa ngươi ở ăn thời điểm cũng có thể biết bên trong đều thả cái gì tần nguyệt minh thế này mới bừng tỉnh đại ngộ trợn tròn ánh mắt nga một tiếng trì diêm xem của nàng bộ dáng liền nhịn không được cười trước kia thế nào không phát hiện ngươi ngốc hồ hồ ta trước kia là ngươi tiền bối. Sao ngươi đại 4 tuổi đâu? Kết quả ta hiện tại sao ngươi đại 5 tuổi? Tạo hóa trêu người A. Thiên đạo hảo luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Lên xe thời điểm, đàm mạch đuổi kịp chu nhược sơn than thở. Ngươi phát hiện không, chỉ cần có minh tỷ ở, diêm ca ánh mắt sẽ không rời đi quá nàng. Chu nhược sơn lơ đỉnh, lấy ra chìa khóa xe ấn khai cái nút hai người bọn họ đó là bao nhiêu năm giao tình. Thì phải là cửu biệt gặp lại chiến hữu, mọi người đều là hảo huynh đệ, ta nhìn thấy tử mà sống lại nhân cũng nguyện ý nhiều xem xét hai mắt. Đàm mạch Nga một tiếng, trong lòng lại ở oán thầm. Tử trực nam, rõ ràng như vậy đều nhìn không ra đến. Đến cướp đoạt nguyên liệu nấu ăn thời gian, lại xuất hiện kỳ ba trò chơi quy tắc. Cần đội viên tràn ngoại liên tuyến, nhưng tràng ngoại nhân có thể hỗ trợ nói ra vài loại nguyên liệu nấu ăn, nếu nói đúng, đối bọn họ sẽ có trợ giúp. Chu Nhược Sơn là hôm nay lâm thời đội trưởng, lấy điện thoại di động ra suy nghĩ thật lâu sau, cấp một người bác video clip trò chuyện. Sau một hồi không ai tiếp nghe, Chu Nhược Sơn lại thử một cái nhân, như trước là không người tiếp nghe, đến hạ một nhân tài bị chuyển được. Chuyển được sau, liền nghe được Giang Vân Khai lười biến thanh âm. Có việc sao? ta ở lục tiết mục, cần ngươi hỗ trợ phối hợp một chút. Chu Nhược Sơn đối với video clip giải thích là cảm thấy ta là nhĩ hảo hữu lý thông minh nhất một cái, cho nên ngươi mới đánh cho ta sao. Giang Vân Khai quả nhiên là đối bản thân nhan giá trị tự tin, nghe nói ở thu tiết mục cũng chưa kích động, chỉ là theo nguyên lai like chỉ lộ ra ánh mắt biến thành toàn mặt. Thực không dám đấu giếm, ta cái thứ nhất đánh cho dư sâm, hắn không tiếp. Trong clip Giang Vân Khai nhíu mày cái thứ hai đánh cho ta, cái thứ hai đánh cho nam vân đình. ta hiện tại gác điện thoại còn kịp sao? được thông qua sự đi, hai ta thử phối hợp một chút, toàn tổ hợp tối không thông minh hai người thấu ở cùng nhau. tức giận a? À? giờ phút này đàm mạch thấu đi qua chào hỏi. khi, giang ca, ta là đàm mạch. giang vân khai lễ phép tính đáp lại. nhĩ hảo. tần nguyệt minh lại gần hỏi ta muốn cùng ta chuyện xấu bạn trai chào hỏi sao? Giang Vân Khai nhìn đến Tần Nguyệt Minh còn rất ngoài ý muốn. Ngươi cũng đi tham gia cái kia vì ăn không từ thủ đoạn tiết mục. Tần Nguyệt Minh gật đầu. Ân. Kỳ thực thực có chút việc, Tần Nguyệt Minh cũng không dám nói như vậy. Hơn nữa, Giang Vân Khai ngay cả Tần Nguyệt Minh hành trình đều không biết, này nơi nào là tình lữ bộ dáng. Trì Diêm không muốn cùng Giang Vân Khai có liên hệ gì, nhưng là những người khác đều chào hỏi, hắn cũng chỉ có thể đi theo nói. Nhĩ hảo. Giang Vân Khai nhìn nhìn mới nhận ra Trì Diêm đến, tiếp theo trả lời. Trì lão sư nhĩ hảo. Hai nam nhân vấn an như vậy đã xong. Ở một bên vây xem lâm nặc đột nhiên cao giọng nói. Giang ca vi tính siêu cấp nang thêm. Giang Vân Khai chỉ nghe được thanh âm, ở bên kia hỏi. Ai đang nói chuyện? Lâm Nặc lập tức đã chạy tới nói ta gian vân khai lập tức nhận ra đến đây nga 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 ngươi a à. hiển nhiên hai người cũng không thuộc lâm nặc lập tức ở một bên lên án đứng lên ta cùng gian ca cũng là chụp quá nhất bộ kịch diễn viên chính trong lúc đó muốn phối hợp tuyên truyền thôi ta liền nghĩ thêm gian ca vi tính bạn tốt nhưng là bị cự tuyệt gian ca nói di động của hắn chỉ dùng đến đính ngoại bán chu nhược sơn an ủi lâm nặc Ngươi có thể phi thường cân bằng, Giang Ca vi tính bạn tốt trừ bỏ thân thích ngoại theo chúng ta tổ hợp lý vài người, phỏng chừng còn có một chút ngoạn rất khá huynh đệ, không có. Lâm Nặc khó có thể tin hỏi. Giang Ca là bằng hữu trong vòng có không thể cho ai biết bí mật sao? Chu Nhược Sơn lại lắc đầu. Hắn bằng hữu vòng chỉ tại nửa năm trước phát quá hai cái, một cái là nói muốn khai hắc triệu tập nhân, thứ hai điều là hai giờ đi sau, tìm không hố nhân khai hắc, thiếu hai người từ đó về sau hắn rốt cuộc không phát quá bằng hữu vòng, ta cũng không biết ngày đó kết quả đã trải qua cái gì. Giang Vân Khai ở trong clip thở dài. Chuyện cũ chớ để nhắc lại. Tần Nguyệt Minh ở một bên dự thính, giờ phút này mới ý thức đến, Giang Vân Khai vi tính như vậy nang thêm. Nhưng là nàng có Giang Vân Khai hảo hữu A. À. Trì Diêm chú ý tới Tần Nguyệt Minh cùng Giang Vân Khai tự hồ thật sự không quen, cũng không phải cố ý tị hiềm, mà là thật sự không có gì nói, trong lòng âm thầm thư thái một ít. Chu Nhược Sơn muốn ở video clip bên này hình dung nguyên liệu nấu ăn, Giang Vân Khai xem Chu Nhược Sơn bộ gián đoán rau dưa. Hai người có thể nói không hề ăn ý độ, Chu Nhược Sơn ở một phút nội ước lượng cả người là hãng, Giang Vân Khai nhíu mày suy nghĩ sâu xa, tự hồ là ở nghiêm cẩn suy xét, lại không đoán ra cái gì đáng tin đáp án. Cuối cùng, Giang Vân Khai chỉ thành công đoán được một cái chu nhược sơn có chút chịu không nổi đi qua đối với video clip chất vấn ngươi ở là như thế nào lấy loại này thấp chỉ số thông minh bảo trì cao nhân khí giang vân khai miệng càng độc vậy ngươi là thế nào đem cơ ngực luyện ra rủ xuống cảm chu nhược sơn kém chút tạp di động trong clip giang vân khai nhìn đến chu nhược sơn hổn hển bộ dáng cười đến gặp nha không thấy mắt tần nguyệt minh thăm dò nhìn thoáng qua nói một câu thật đúng là nhắm mắt lại cười đàm mạch đi theo cảm thán. Cười thời điểm tiểu ác ma nha thật đáng yêu a. À. Chờ cắt đứt video clip, Tần Nguyệt Minh mới hỏi. Ta chú ý tới ngươi cấp Giang Vân Khai ghi chú là vô sĩ lão tặc, hắn biết không? Chu Nhược Sơn trả lời. Biết, hắn cho ta ghi chú là vượng người Thái Sơn. Đàm mạch. Vượng người Thái Sơn rất chuẩn xác. Ha 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 ha, kỳ khác hai người đâu? Chu Nhược Sơn. Nam Vân Đình là bất hiếu nhãi ranh, Dư Sâm là tao lão nhân, chúng ta tổ hợp là thống nhất ghi chú. Tần Nguyệt Minh Cảm giác các ngươi tổ hợp cảm tình hảo hảo Nga. Chu Nhược Sơn kháp thắt lưng lắc đầu thở dài. Hảo cái gì hảo, sớm muộn gì bởi vì Giang Vân Khai rất xuẩn mà giải tán. Giải tán loại chuyện này thông thường tổ hợp cũng không dám đề, chính là không thể đụng vào trọng tâm đề tài. Nhưng là sáng 9 chiều năm tổ hợp không giống với. Có một lần phỏng vấn bọn họ làm cho bọn họ triển vọng tương lai, Giang Vân Khai cầm microphone trả lời. Không triển vọng, nói không chừng ngày nào đó liền giải tán, bọn họ vài cái nét mặt già nua ta đều nhìn chán. Lúc đó Giang Vân Khai còn bị phê bình quá, nói Giang Vân Khai cố ý đang phi. Sau này có một lần ra album, Dư Sâm cũng nói. Này nói không chừng hội là chúng ta tổ hợp cuối cùng một trương album. Phan nhóm cùng khóc A, cảm hoài A. Nháo a, khóc hô không cần giải tán. Sau này đã bị bọn họ khiến cho chết lặng. Album ra chậm, Phan nhóm đã nói. Thừa dịp còn chưa có giải tán chạy nhanh ra album mới đi. Đoàn tống không ra, Phan nhóm liền đoán. Có phải là lại ở nháo giải tán? Weibo còn có một tài khoản là Sáng chín chiều năm hôm nay giải tán sao? Mỗi ngày phát quay bộ đều là giống nhau. Không có Quê bồ đã tồn tại 2 năm, thủy chung không giải tán, thủy chung không đoạn càng, cũng là đủ nhàm chán. Một cái đội ngũ tràn ngoại liên tuyến liền phi thường lợi hại, bọn họ đoán đúng rồi tứ loại nguyên liệu nấu ăn. Chu Nhược Sơn tức giận đến đô thang thở nang mắng Giang Vân Khai, thuận miệng hạt mông vài cái cũng có thể đúng vậy, này ngốc tử liền theo dõi hắn xem, tức chết người đi được. Giờ phút này có người cho hắn phát video clip, Chu Nhược Sơn chuyển được sau nói. Đã không có việc gì. Dư sâm. Nga. Tiếp theo liền cấp treo, tuyệt không dông dài dây dưa. Lại đi xem, Nam Vân Đình cũng cho hắn hồi tin tức, mở ra giọng nói chính là. Động giọt động giọt. Tần Nguyệt Minh an vị ở Chu Nhược Sơn bên người, hỏi hắn. Các ngươi tổ hợp đều là Đông Bắc người sao. Chu Nhược Sơn lắc lắc đầu. Thực không dám đấu giếm, ta là Phúc Kiến, Nam Vân Đình là Thượng Hải. Dư Sâm là thành đô, bắt đầu một cái Đông Bắc Nhân, vài năm sau nhất qua Đông Bắc Nhân. Đến nguyên liệu nấu ăn cướp đoạt chiến khâu đoạn, liền hiện ra ra tích phân cao ưu thế. Chu Nhược Sơn tổ hợp trò chơi khó khăn đều phải so lộ đoá toán tổ hợp thấp, bất quá bọn họ thiếu tam dạng nguyên liệu nấu ăn cũng là một vấn đề. Tối khó giải quyết vẫn là cuối cùng nguyên liệu nấu ăn, hai tổ cần cộng đồng làm trò chơi cướp đoạt, nguyên liệu nấu ăn chỉ có một phần. Phổ thông quan tạp toàn bộ thông quan sau, tiếp mục tổ thượng một cái đại hình chạy bộ mang, chạy bộ mang tốc độ điều đến 8 đương bọn họ cần tại như vậy mau chạy bộ mang đi tới 3 thước khoảng cách bắt đến tiền phương nguyên liệu nấu ăn. Chu Nhược Sơn cảm thấy này hạng mục nguy hiểm hệ số rất cao, liền chủ động yêu cầu bản thân trước đến, coi như là một loại dò đường. Tần Nguyệt Minh cũng không tránh, nhìn đến Chu Nhược Sơn đi lên sau ở bên cạnh vị trí chạy như điên chính là tiền vào không được cười đến nước mắt đều phải xuất ra. Kiên trì tập thể hình đều thành vượng người Thái Sơn, ngươi lại ở tại chỗ dẫm trận tại chỗ. Đàm mạch ở một bên châm chọc, hận không thể đi lên thôi chu nhược Sơn một phen. Tần Nguyệt Minh toàn bộ quá trình chỉ có một phát âm, khi hai A, ngay sau đó đánh một cái, cười đến cực kỳ không bị cản trở. Chu Nhược Sơn khiêu chiến sau khi thất bại mặt khác một đội nếm thử, đồng dạng chưa thành công. Ta đến thử xem xem đi, ta phát hiện vóc người cao bất ổn tần nguyệt minh chủ động cởi áo khoác chuẩn bị lên sân khấu chu nhật sơn cùng trì diêm đều có điểm lo lắng trì diêm tỏ vẻ ta đến đây đi tần nguyệt minh vẫy vẫy tay ngươi có biết ta không có như vậy nhược tần nguyệt minh lên sân khấu sau chạy bộ mang bắt đầu động chu nhật sơn có chút kinh nghiệm ở bên cạnh nhắc nhở trước ổn định tốc độ thử lại đi tới tần nguyệt minh chỉ có thể mỏng manh gật đầu cảm thấy bản thân thích ứng sau bắt đầu gia tốc thật sự ở chậm rãi đi tới đàm mạch kích động kêu to lên quả thực mê muội trên thân kỳ thực muốn tại đây cái chạy bộ mang theo gia tốc thật sự rất khó kiên trì chạy bộ trạng thái đã là cực hạn muốn về phía trước phi thường khó khăn mặt khác một tổ đội hữu đi lên sau rõ ràng ở phía sau lui giống chu nhược sơn có thể ổn định tốc độ đã xem như không sai Tần Nguyệt Minh làm cũng có chút cố hết sức, chạy như điên tốc độ rất nhanh, nàng cắn răng kiên trì, cuối cùng nảy sinh ác độc gia tốc, tiếp theo rõ ràng đánh về phía nguyên liệu nấu ăn, một phen túng xuống dưới sau ôm nguyên liệu nấu ăn ngã vào chạy bộ mang theo. Trì Diêm đã sớm ở một bên chờ, đưa tay liền đem Tần Nguyệt Minh Linh xuất ra, vững vàng đặt ở bên cạnh phòng hộ trên đệm mềm. Giữa hai người hình thể kém rất lớn, có vẻ Trì Diêm túng ra Tần Nguyệt Minh giống như dễ dàng dường như lâm nặc nhìn xem trận mắt há hốc mồm đây là liều mạng đàm mạch nhìn đến tần nguyệt minh không có việc gì mới yên tâm quay đầu cùng lâm nặc khoe ra ngươi đầy hứa hẹn một người hợp lại quá mệnh sao chúng ta minh tỷ vì nấm hương hợp lại quá mệnh tần nguyệt minh đứng lên mang theo nấm hương lung lay vài cái thân thể phi thường đắc ý thật là có điểm tiểu đắc sắc trì diêm có chút tức giận vỗ một chút tần nguyệt minh cái ót Tần Nguyệt Minh mới thành thật xuống dưới. Mặt sau một vòng, bọn họ lại kiến thức đến Tần Nguyệt Minh liều mạng kính. Tiết mục tổ đem nguyên liệu nấu ăn bắt tại xà đơn thượng, cái kia xà đơn cao hơn thường quy độ cao. Trì Diêm thử toát ra đi bắt đều không có bắt đến, lộ đoá toánh cởi hài qua lại tạp, căn bản không tạp đến, còn kém điểm tạp đến nhân viên công tác. Tần Nguyệt Minh đứng ở một bên phân tích độ cao, hỏi tiết mục tổ. Chỉ cần có thể nhường nó xuống dưới, không phải là lấy tay có thể chứ. Không thể dùng đạo cụ. Ta không cần đạo cụ. Tần Nguyệt Minh nhường Chu Nhược Sơn đứng ở một vị trí, cuối người hai tay chống đầu gối. Nàng lui về sau mấy bước sau chạy lấy đà tiếp theo chống Chu Nhược Sơn phía sau lưng, nhảy lên sau một cái lộn ngược ra sau, dùng chân đem bắt tại xà đơn thượng gì đó dùng chân đá xuống dưới. Nguyên liệu nấu ăn đùng kỹ rơi xuống đất, xuất thành một bãi, có vẻ dị thường vĩ khuất thật là có thể văn có thể võ. Đàm mạch theo bản năng vỗ tay. Hảo. Chu Nhược Sơn đi theo trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Tần Nguyệt Minh còn cười hì hì đối bọn họ nói lời cảm tạ, một bức cầm quán quân dường như tư thế vẫy tay ý bảo, tiếp theo nâng nguyên liệu nấu ăn cấp tiết mục tổ, làm cho bọn họ cấp đổi thành tươi mới. Tiếp theo luôn là dùng phi tiêu trắc khí cầu, hữu hạng phi tiêu nội thứ phá khí cầu nhiều đội ngũ thắng lợi tần nguyệt minh cái thứ nhất nhất tay ta đến chu nhược sơn đều thói quen lại luyện qua phải không tần nguyệt minh gật gật đầu với ngươi hình dung ta sợ ngươi cảm thấy ta ở thổi làm xong sau ngươi liền hiểu tần nguyệt minh ở một bên lấy đến đây một cái phòng hộ bản tử nhường chu nhược sơn ở một bên chống đỡ nhường phi tiêu không đến mức bay ra đi ngộ thương người khác tiếp theo đứng ở bản tử một bên ước lượng Lâm Nặc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Không phải đâu. Đây là muốn trát một loạt. Lâm Nặc không có sai sai, Tần Nguyệt Minh đứng ở bản tử một bên, ước lượng sau đã đánh mất đi ra ngoài, một loạt 10 cái keo kiệt cầu nhất tề vỡ tan. Chỉ dùng một cái phi tiêu, toàn bộ trường hợp liền không khống chế được. Mặt khác một đội kêu thảm thiết liên tục, Chu Nhược Sơn kích động hướng tới Tần Nguyệt Minh kêu. Tần ca. Ngươi là ta ca thân ca đàm mạch từ cùng không khống chế được ca a a cổ họng không quá thư thái mới nói ta mãnh liệt yêu cầu tần ca lưu lại làm của ta cố định đội hữu quả thực là ở trong đội ngũ an bày một cái ngoại quải lộ đoá toán cười đến có chút cương tần nguyệt minh xem còn thừa cửu mai phi tiêu nói kỳ thực này 100 khí cầu ta một người là có thể toàn bộ giải quyết tiết mục tổ cũng bị dọa đến đề nghị Tần Nguyệt Minh chỉ có thể dùng một quả phi tiêu, thừa lại những người khác đến. Đàm Mạch vừa tức vừa buồn cười. Tần ca là đệ nhất vị làm chúng ta tiết mục tổ thay đổi quy tắc nữ nhân. Lâm Nặc sụp đổ hỏi. Hữu dụng sao? Các ngươi đã 10 cái khí cầu. Các ngươi tùy tiện trắc hai hạ chúng ta liền không có biện pháp vượt qua. Đàm Mạch lại nở nụ cười. Công cộng nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều bị Tần Nguyệt Minh lấy kinh người phương thức lấy đến, có thể nói là nghiền áp thức. Mặt khác một tổ quả thực sụp đổ, một đám thành tiểu nấm giống nhau ngồi sổng một bên, bày ra bọn họ nhỏ yếu bất lực. Này nhất kỳ tiết mục, cuối cùng là Chu Nhược Sơn đội ngũ thắng. Tần Nguyệt Minh mặc dù ở nấu cơm phương diện giúp không được gì, nhưng là trò chơi khâu đoạn thật là phi thường vĩ đại. Kết thúc thu sau, tiết mục tổ mời bọn họ cùng đi ăn cơm. Tần Nguyệt Minh hơi mệt nhưng không có cự tuyệt, đi theo tiết mục tổ trở về khách sạn. Nàng đầu tiên là về tới khách sạn trong phòng rửa mặt, thay rộng rãi quần áo sau nàng gục ở trên giường, cấp tầng dạ đình gọi điện thoại báo bình an. Tần Nguyệt Minh lần đầu tiên thu chân nhân tú, tầng dạ đình còn rất lo lắng, thu kết thúc liền nói với tầng dạ đình một tiếng. Ban đầu còn rất tốt, nghe Tần Nguyệt Minh nói xong, Tần Dạ Đình thanh âm có chút thấp. Trì Diêm cũng tham gia chân nhân tú sao? Đúng, thật sự biến thành thục rất nhiều. Tần Nguyệt Minh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Không có, bất quá một hồi muốn đi cùng nhau liên hoan. Có một việc ta nhu muốn nói cho ngươi. Hảo, ngươi nói. Tần dạ đình ngữ khí không tốt lắm, nói được coi như là uyển chuyển. Trì Diêm nguyên bản có một cái trong vòng bạn gái, hai người đều rất âm thầm, thường thường có bọn họ ở cùng nhau tin tức bọn họ hai người cũng cho tới bây giờ đều không đáp ứng trước đó không lâu bọn họ chia tay tần nguyệt minh biết tần giả đình nói này đó hẳn là không là vô duyên vô cớ nhắc tới vì thế hỏi trọng điểm khi nào thì chia tay ngươi công khai tin tức sau không lâu chỉ có bạn tốt trong phạm vi nhỏ biết mấy năm nay trì diêm đối ta còn tính chiếu cố ta coi như là hắn trong vòng luẩn quẩn nhân cho nên biết hắn đã từng theo ta muốn quá của ngươi liên hệ phương thức ta nói ngươi không có vi tính, hơn nữa trạng thái không tốt cự tuyệt. Nga Tần Dạ Đình không nói thêm nữa, tin tưởng Tần Nguyệt Minh bản thân cũng có thể minh bạch. Nếu Trì Diêm đối Tần Dạ Đình chiếu cố, Tần Nguyệt Minh trở về sau, Trì Diêm làm Tần Nguyệt Minh lão hữu, Tần Dạ Đình sẽ không không cho liên hệ phương thức. Cái này chứng minh có nào đó nguyên nhân ở, Tần Dạ Đình mới không cho. Có khả năng là Tần Dạ Đình biết Trì Diêm thái độ đối với nàng không bình thường, không nghĩ Tần Nguyệt Minh bị Liên Lụy Tiếng Trì Diêm chia tay sự kiện bên trong bằng không chính là chiêu hắc. Nàng vừa vừa trở về, Trì Diêm liền cùng bạn gái chia tay, lúc này đích xác có chút trùng hợp. Luôn luôn không làm gì tham gia chân nhân tú Trì Diêm, đột nhiên cùng nàng nhất kỳ tham gia chân nhân tú, này cũng có chút trùng hợp. Nàng bắt đầu nhớ lại hôm nay quay chụp tình huống, nhịn không được cảm thấy buồn rầu. Tâm Tâm đi lại gõ cửa. Tần Nguyệt Minh mở cửa nhìn đến nàng mang theo hóa trang rương. Ngươi nhường yêu nhi nói cho tiết mục tổ ta không thoải mái, cơm chiều liền không cùng nhau ăn. Tần Nguyệt Minh cự tuyệt hóa trang, có chút mỏi mệt dường như long long tóc nói. Cần giúp ngươi chuẩn bị cái gì sao? Chính là quá mệt, ta trước ngủ. Tốt. Tâm tâm không am hiểu chiếu cố nhân, đã không có yêu cầu liền thật sự rời khỏi. Tần Nguyệt Minh trở lại trong phòng, nằm ở trên giường tiến vào trong chăn tắt đèn cảm giác này thật là hỏng bét thấu sáng chín chiều năm tổ hợp tiểu đàn lý nam vân đình ban ngày tình huống gì a à? chu nhật sơn dùng từ âm giải thích hôm nay tiết mục thu dư sâm nga nam vân đình dựa vào cái gì ta xếp hạng cái thứ hai ta có thể cho ta nói ra 180 loại rau dưa tên đến giang vân khai đến ngươi khai mạch hiện tại ngươi liền báo tên đồ ăn bắt đầu của ngươi biểu diễn chu nhược sơn chúng ta tao lão nhân đều không cần ta ước lượng hắn liền có thể biết giang vân khai là tao lão nhân khai thiên mắt chu nhược sơn xem xem ngươi này không phục bộ dáng dư sâm a à, giang vân khai tần nguyệt minh lần đầu tiên tham gia chân nhân tú biểu hiện có thể chứ Chu Nhược Sơn. Ngưu Bức. Ta nghĩ nhận thức nàng làm đại ca. Giang Vân Khai. Nam Vân Đình. Rất ít nhìn đến ngươi đối ai như vậy tâm phục khẩu phục. Chu Nhược Sơn. Đúng, có thể văn có thể võ, đau thương côn bổng, lộn ngược ra sau một cước đá bay, một quả phi tiêu xử lý 10 cái. Giang Vân Khai. Đứa nhỏ choáng váng. Chu Nhược Sơn. Tiếp một bá ra sau ngươi liền đã hiểu. Chương 22 Trò chơi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tần Nguyệt Minh gần nhất công tác thiếu, giống Chu Nhược Sơn vào lúc ban đêm liền thừa ngồi máy bay rời đi bản thị, còn có cái khác công tác phải làm. Tần Nguyệt Minh lười biến ngủ đến ngày thứ hai sau giữa trưa, tỉnh lại sau rửa mặt, liên hệ tâm tâm đi lại giúp bản thân phối hợp quần áo thêm hóa trang. Yêu Nhi tiến vào phòng liền khó xử nhìn về phía Tần Nguyệt Minh ta đã cùng trì lão sư nói ngươi không thoải mái, hắn vẫn là đợi đến lúc này, không thấy hắn một mặt liền rời đi vẫn là có chút không thể nào nói nổi, ngươi muốn hay không thấy hắn một mặt. Kỳ thực yêu nhi coi như là thông minh. Tần Nguyệt Minh như vậy nguyễn tính cách, dễ dàng sẽ không thôi điệu cùng nhau ăn cơm sự tình. Lâm trước khi ngủ trì diêm trợ lý đến liên hệ nàng, nhõng nhẽo cứng rắn phao hồi lâu hỏi Tần Nguyệt Minh tình huống thân thể, hôm nay còn lưu đến lúc này, Yêu Nhi liền đoán được Tần Nguyệt Minh là không muốn gặp Trì Diêm. Tần Nguyệt Minh ngồi ở ghế tựa đối tâm tâm nói: "Hàng ngày đạm trang là có thể." Yêu Nhi không dám nói cái gì, chỉ là ngồi ở một bên chờ, không lại đề Trì Diêm. Một lát sau Trì Diêm trợ lý lại phát đến tin tức, hỏi bọn hắn cái gì thời gian đi. Tần Nguyệt Minh hỏi Yêu Nhi: "Nơi này có cái gì có thể tán gẫu địa phương sao, tốt nhất không cần rất phong bế." Yêu Nhi tự nhiên biết nàng cùng trì diêm không thể ở một mình trường hợp lén lút gặp mặt, nếu không sẽ có chuyện xấu. Nhưng là còn cần một cái có thể chỗ nói chuyện, bình bình thẳng thẳng, lại không bị nghe lén. Nàng lập tức đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài nhìn một cái. Tần Nguyệt Minh hóa hoàng trang sau không lâu yêu nhi sẽ trở lại. Khách sạn phòng tập thể thao có phòng nghỉ, nơi đó nhân không nhiều lắm, hoàn cảnh còn có thể. Tần Nguyệt Minh gật gật đầu. Thu thập này nọ đi, chúng ta mang theo hành lý đi qua. Yêu Nhi lập tức hỗ trợ thu thập. Mang theo hành lý cứ tự nói rõ bản thân lập trường, sẽ không lâu tán gẫu, các nàng muốn lập tức rời đi. Trì Diêm nhìn đến Tần Nguyệt Minh tư thế, làm bộ như không thèm để ý, mỉm cười xem nàng hỏi. Ta đều không có của ngươi liên hệ phương thức. Ta còn là phía trước dãy số, vì tín hiệu cũng là. Nha. Tốt ta phải đi về. Tần Nguyệt Minh muốn như vậy cáo biệt. Trì Diêm Long mày cũng không chọn một chút, tiếp tục ôn hòa hỏi. Gần nhất đều sẽ tiếp chân nhân tú. Ân. Ừ. Nếu ngươi cần hỗ trợ có thể liên hệ ta, ta có gửi ngân hàng, có thể giúp ngươi hoàn lại nợ nần. Trì Diêm ước Tần Nguyệt Minh mục đích liền ở trong này, hy vọng Tần Nguyệt Minh cần hỗ trợ lời nói nói với hắn. Tần Nguyệt Minh lắc lắc đầu. Ta không nghĩ kiếm của ngươi, Lúc này làm chúng ta hai người quan hệ phát sinh thay đổi, theo bằng hữu biến thành có nợ nần quan hệ. Giữa bằng hữu chỉ cần có nợ nần, liền sẽ không làm được không hề khoảng cách. Ta không thèm để ý. Ta để ý, ta lao thẳng đến ngươi trở thành là của chính mình vãng bối, là tốt lắm bằng hữu, ta không nghĩ quan hệ có biến hóa. Kỳ thực này trong đó là đang ám chỉ. Nàng không muốn cùng hắn thay đổi quan hệ. Không có làm rõ cấp lẫn nhau lưu trữ mặt mũi. Trì Diêm cũng là một cái người thông minh, phỏng chừng có thể nghe hiểu được. Trì Diêm hơi hơi cúi đầu, trái tim đều thu thành một đoàn, theo ngày hôm qua Tần Nguyệt Minh đột nhiên không tới tham gia liên hoan hắn liền đoán được một chút. Hôm nay càng là nghiệm chứng của hắn ý tưởng, là Tần Dạ Đình nói với nàng cái gì? Hắn đều lý giải, là Tần Dạ Đình tưởng phải bảo vệ tỷ tỷ, là chính bản thân hắn rất nóng vội. Nhìn đến Tần Nguyệt Minh muốn đứng dậy rời đi, hắn xúc động dưới thốt ra. Ta chẳng lẽ cũng không như chung văn sao? Hắn là cặn bã nam, nhưng là ta không nghĩ ngươi là. Đã từng tốt như vậy một người, vì sao phải làm ra như vậy không xong sự tình? Ngươi có biết ta có nhiều khí sao? Tần Nguyệt Minh nói xong liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Yêu Nhi lăng lăng xem, chạy nhanh đuổi theo Tần Nguyệt Minh. Trì Diêm có thể theo phòng nghỉ trong suốt cửa sổ vị trí, nhìn đến Tần Nguyệt Minh xuyên việc thiết bị khu, sải bước rời đi, trên đường còn đội kính râm. Khi kính râm hắn gặp qua, Tần Nguyệt Minh quay chụp điện ảnh thời điểm ngay tại mang này một bức. Hắn nghiêng đầu nhìn bản thân mua trở về ma lạc vịt bột, tự dễu cười cười. Tần Nguyệt Minh trở lại địa phương, đi vỗ hai cái đại ngôn sản phẩm quảng cáo sau, sẽ không có cái khác công tác. Điện ảnh nhân vật còn chưa có định xuống, Tần Nguyệt Minh tham gia phim truyền hình thử kính như trước không có tin tức. Này thời kỳ nàng còn có thể đi xem tivi kịch kịch bản, bởi vì là đại nữ chính diễn, nữ chính diễn phân rất nhiều, lời thoại nàng đều cẩn thận nhìn, thậm chí vòng ra một ít trọng điểm đến, này đó đoạn ngắn đều phải cẩn thận cân nhắc nhân vật chính tâm tính. Buổi tối Tần Nguyệt Minh thu được lưu sang phát đến tin tức, phim truyền hình kịch bản cũng đừng nhìn, ta cho ngươi liên hệ cái khác diễn tần nguyệt minh biết những lời này ý nghĩa nàng không có tranh đoạt đến tài nguyên trong lòng thất lạc một hồi vẫn còn là hỏi biết vai nữ chính là ai sao lưu sang phát đến đây giọng nói ngữ khí rất tệ du thanh nhi tần nguyệt minh nghe được nhân danh sửng sốt một chút nàng đột nhiên nhớ tới du thanh nhi tự tin còn có cái kia vip trong phòng không biết khách nhân ngay cả lưu sang đều thưởng không đến nhân vật xem ra vị này đại lão cũng là một cái phi thường người có thực lực vật đi đồ lưu manh cửu vũ giải trí cũng có vấp phải trắc trở thời điểm vứt bỏ phim truyền hình kịch bản cầm lấy điện ảnh kịch bản phát hiện lời thoại nàng cũng đã lưng xuống dưới trong đầu đã sớm mô phỏng mấy chục thứ cảnh tượng hiện tại khởi động máy nàng có thể lập tức nhập diễn đại nam chính diễn vai nữ chính diễn thật sự thiếu đáng thương có thể cân nhắc không nhiều lắm kế tiếp chân nhân tú ở một tuần sau bắt đầu thu. Lúc này nàng triệt để không có công tác. Tái nhậm chức đường quả nhiên không có như vậy bằng phẳng, tựa như tạp chí dự tính, nàng trước mắt không có chú ý độ, cũng không đủ cố định phan, càng nhiều hơn nhân còn lại là ở quan vọng. Nàng một người ngồi trên sofa nhìn trời. Chạy xe không bản thân, ngồi 2 giờ mới xuất hiện thân đi lên lầu ngủ. Yêu nhi cũng là nhàn, an vị ở bên cạnh đi theo ngồi 2 giờ, còn phát ra một trương ảnh chụp cấp Lưu Sang. Lưu Sang phát tin tức hỏi Yêu Nhi Tần Nguyệt Minh cảm xúc thế nào, kết quả nhìn đến Tần Nguyệt Minh ảnh chụp liền bắt đầu ấy nấy, lúc trước thổi đến mức lợi hại như vậy, kết quả hiện tại lại là như vậy tình cảnh. Tần Nguyệt Minh cũng không nháo, cái gì cũng không nói, chính là bản thân thất lạc mà thôi. Điều này làm cho ngược lại nhường Lưu Sang càng băn khoăn, tức dẫn đến ở bản thân hảo hữu đàn lý đem tốt nhất nữ nghệ nhân tài nguyên đều hắn mẹ cho ta. Ta cảm ơn ngươi bác bối tổ tông. Ngày thứ hai sáng sớm Tần Nguyệt Minh liền rời giường, đầu tiên là tự nhiên thần luyện, không có gì khác thường ăn điểm tâm, sau đó bắt đầu chọn lựa rộng rãi quần áo. Yêu Nhi cùng tâm tâm liền ở bên cạnh xem, có chút lo lắng. Tần Nguyệt Minh xem các nàng lưỡng cảm thấy buồn cười. Hai người các ngươi gì chứ đâu? Ta là lão nghệ nhân, thường xuyên trải qua bị tiệc hồ sự tình không có việc gì hôm nay ta muốn đi công ty tâm tâm lập tức đi giúp tần nguyệt minh phối hợp quần áo còn hóa đẹp đẹp trang yêu nhi lái xe đưa tần nguyệt minh đi công ty cùng tần nguyệt minh lên lầu tần nguyệt minh đi theo lưu sang tham quan công ty thời điểm nghe nói trong công ty có người mới huấn luyện phòng học mỗi ngày đều có huấn luyện chương trình học nàng đi dạo vài cái phòng học nhìn đến có kỹ thuật diễn khóa liền gõ cửa đi vào kỹ thuật diễn lão sư nhìn đến tần nguyệt minh sau phá lệ khách khí tần lão sư đừng gọi ta lão sư ta là đi lại dự thính kỹ thuật diễn lão sư đều sửng sốt xem tần nguyệt minh tìm góc vị trí liền muốn ngồi xuống trong phòng học người mới sợ hãi đứng dậy đối tần nguyệt minh chào hỏi nhất tề kêu minh tỷ tần nguyệt minh vừa muốn ngồi xuống liền lại đứng dậy đối bọn họ chào hỏi kỳ thực trong công ty nhân đều biết đến lưu sang kia tư thế là coi tần nguyệt minh là nhất tỷ đến bồi dưỡng cho nên đối với về công tư nhất tỷ bọn họ đều sẽ khách khách khí khí này trong vòng luẩn quẩn tiền bối ý thức rất mạnh công ty lại chuyên môn huấn luyện quá bọn họ đều hiểu được quy củ tần nguyệt minh thật là tới nghe khóa nhiều năm trôi qua như vậy biểu diễn hình thức có lẽ sẽ phát sinh thay đổi nàng nghĩ tới tới nghe một chút khóa không thể đem kỹ năng cơ bản rơi xuống Tần Nguyệt Minh cũng thật sự nghiêm túc cẩn thận nghe giảng bài, cũng sẽ không thể chen vào nói, phá lệ nghiêm cẩn. Thượng một ngày khóa sau chạng vạn thời gian, công ty rất nhiều ngành mọi người tan tầm, Tần Nguyệt Minh đến trong phòng nghỉ uống nước chanh, tựa vào lười nhân trong sofa lấy ra di động đến kết nối với công ty võng. Giờ phút này có người đẩy cửa đi vào đến, tiến vào mượn một điếu thuốc xuất ra, ngẩng đầu nhìn đến Tần Nguyệt Minh động tác một chút. Tần Nguyệt Minh cùng Giang Vân Khai đối diện sau, hỏi. Tìm truyền hình chụp xong rồi. Đều chủ động cùng hắn chào hỏi, Giang Vân Khai đã đem yên bỏ vào hộp thuốc lá lý không hút, đến nước trái cây cơ tiền cũng tiếp một ly nước chanh. Không có, ngày mai ở trong này có tân kịch tuyên truyền hội sẽ trở lại. Lưu Sang tìm ta tán gẫu điểm sự tình, thế nào cũng phải để cho ta tới công ty, kết quả ta đến công ty hắn còn đang học. Ngươi nhàm chán thời điểm đều sẽ làm gì? Ta cả ngày đều không có việc làm. Tần Nguyệt Minh như trước tựa vào lười nhân trong sofa than thở, thanh âm ôm nhu, mang theo một chút quán giận. Ngủ, ta nghiêm trọng thiếu thấy. Ta ở phía trước liên tục công tác 7 năm, đột nhiên như vậy nhàn ta ngược lại không thích ứng, có phải là có chút tiện? Tần Nguyệt Minh hỏi hắn. Đối với nghệ nhân mà nói, rảnh rỗi chính là một loại không tốt chinh triệu. Giang Vân Khai uống một ngụm nước chanh, xem Tần Nguyệt Minh tội nghiệp bộ dáng thở dài một hơi, ngươi hội chơi trò chơi sao? Tần Nguyệt Minh lắc lắc đầu, tóc ma sát sofa đều có điểm khởi điện, hoặc nhìn càng thêm lười nhát. Ta kiến cái tân hào mang ngươi, ngươi tải xuống trò chơi. Giang Vân Khai bưng nước chanh ở bên cạnh ngồi xuống, dù sao cũng là chờ lưu sang tan học, không bằng sẽ dạy Tần Nguyệt Minh chơi trò chơi. Giang Vân Khai là trong vòng có tiếng trò chơi lợi hại, còn có người nói hắn là bị vòng giải trí chậm trễ điện cạnh tuyển thủ. Không chỉ như vậy, giống không người cơ A này đó tiểu ngoạn ý Giang Vân Khai cũng nguyện ý đùa nghịch, đều ngoạn khả sáu. Nếu không phải là kinh địch, của hắn không người cơ cũng sẽ không thể bị Tần Nguyệt Minh đánh rơi. Tần Nguyệt Minh tải xuống trò chơi, đi theo đăng ký tài khoản, bởi vì di động tạp ở sửa chữa trong di động, Giang Vân Khai xem Tần Nguyệt Minh dùng tân di động thao tác, dùng sửa chữa di động thu nghiệm chứng mã. Đăng ký tốt lắm sau, Tần Nguyệt Minh tiến vào tân thủ giáo trình trang web. Tần Dạ Minh chơi một hồi cơ bản quen thuộc thao tác, hỏi Giang Vân Khai. Ngươi tên gì? Ta thêm nhĩ hảo hữu. Ngẫu nhiên mang muội. Giang Vân Khai trả lời. Thật không có phẩm. Tần Nguyệt Minh than thở thêm Giang Vân Khai bạn tốt. Giang Vân Khai xem Tần Nguyệt Minh ai đi. Nguyệt. Giang Vân Khai không phục, hỏi. Ngươi có phẩm. Hai người tổ đội tiến nhập trò chơi, Giang Vân Khai vì thuận tiện giáo Tần Nguyệt Minh đổi vị trí ngồi ở Tần Nguyệt Minh bên cạnh, như vậy có thể trực tiếp nhìn đến Tần Nguyệt Minh di động màn hình. Liền ấn tân thủ giáo trình như vậy ngoạn, địch nhân nhiều thời điểm phóng đại, có thể mang đi một cái là một cái, cái khác giao cho ta. Giang Vân Khai lấy di động dặn dò. Hảo! Thật sự bắt đầu sau, hắn liền xem Tần Nguyệt Minh trực tiếp liền xông ra ngoài. Ngươi một cái thúy gia hướng phía trước trở về đánh phối hợp. Giang Vân Khai chạy nhanh gọi lại Tần Nguyệt Minh. Nga. Chơi một hồi sau Giang Vân Khai cảm thán. Ngộ tính không sai, lần đầu tiên chơi trò chơi sao. Này trò chơi là lần đầu tiên ngoạn, ta trước kia ngoạn máy tính, máy chơi game trò chơi nhiều, di động thôi. Ta nhìn thấy của ngươi sửa chữa di động sẽ biết. Chương 23 Một mình đấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Giang Vân Khai mang theo Tần Nguyệt Minh chơi hai cục sau, Tần Nguyệt Minh liền thông suốt, đánh cho phi thường không sai. Còn tưởng rằng muốn dẫn muội, giai đoạn trước liền làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý Giang Vân Khai không nghĩ tới, ngoạn đến thứ ba đêm thời điểm, Tần Nguyệt Minh khẳng khái nói: "Yên tâm đi, ngươi đi theo ta bên người là được, đánh cho ta che giấu." "Nga?" Giang Vân Khai trong lòng oán thầm, ta muốn là không hướng, ngươi tưởng thua sao? hắn thật đúng nghe lời đánh yểm trợ luôn luôn đi theo tần nguyệt minh bên người không nghĩ tới tần nguyệt minh đánh còn thật không sai thậm chí hội chỉ huy giang vân khai hắn mò cá một lần bọn họ cũng thắng tần nguyệt minh cầm mvp giang vân khai xem di động nghĩ có thể là đối diện thái thái cho là bọn hắn tiếp tục trò chơi giang vân khai nghiêm cẩn trò chơi đầu người không đoạt lấy tần nguyệt minh mvp là tần nguyệt minh phấn khích hồi tưởng vẫn là tần nguyệt minh đã từng chơi trò chơi, danh trường hợp đều thuộc loại hắn, lần này cư nhiên nhường một cái tân thủ đã bại. Này trò chơi không khó khăn lắm. Tần Nguyệt Minh oán giận một câu sau uống một ngụm nước trái cây. Khi chén là của ta. Giang Vân Khai chỉ chỉ nước chanh nhắc nhở. Thật có lỗi. Tần Nguyệt Minh chạy nhanh thả trở về. Giang Vân Khai xem hai cái cốc giấy bên cạnh nhàn nhạt son môi ấn, thở dài. Ngươi đều uống lên đi. Giang Vân Khai có chút không phục, thay đổi một cái tư thế nói. Tân thủ khu chính là không khó khăn, ta cho ngươi mượn một cái hào, ngươi đi cao đẳng cấp đánh một trận chỉ sợ. Hảo, ta thử xem xem. Tần Nguyệt Minh gật gật đầu. Tần Nguyệt Minh đăng nhập trò chơi sau, nhìn đến trò chơi ai đi là. Ta khiêu vũ rất đẹp mắt. Giang Vân Khai ai đi là. Ta ca hát rất dễ nghe. Tình lữ danh. Tần Nguyệt Minh hỏi, cảm thấy bản thân phát hiện đại bác quái. Ta là tổ hợp Lý Minh Vô Can, ngươi dùng là tài khoản là chúng ta tổ hợp đan sơ, chính là Nam Vân Đình đệ đệ. Giang Vân Khai trả lời. Chu Nhược Sơn là cái gì? Hắn là rapper. Cuối cùng một người là đội trưởng. Giang Vân Khai tạm dừng một chút, nói tiếp. Nguyên bản của chúng ta đội trưởng có khác một thân, nhưng là hắn đang bay, chúng ta sẽ không lại tuyển quá đội trưởng dư sâm cũng là đang sơ. Tần Nguyệt Minh, Nga, một tiếng, đi theo Giang Vân Khai tiến vào trò chơi. Phát hiện Tần Nguyệt Minh căn bản không cần chỉ huy, Giang Vân Khai tựa vào trong sofa rõ ràng bắt đầu hừ ca. Thiên âm thông thường thanh âm, hát nhất thủ thâm tình tình ca, ngay tại Tần Nguyệt Minh bên tai quanh quẩn, vậy mà nghe được Tần Nguyệt Minh nhỉ tim ngứa. Giang Vân Khai nghiêm cẩn ca hát thời điểm còn rất có hương vị. Người này vô luận tính cách nhiều tệ cao, hắc liêu cỡ nào phô thiên cái địa chỉ cần hắn lẳng lặng ngồi xuống ca hát sẽ làm cho người ta muốn tha thứ hắn loại này thanh âm nếu nói lời tâm tình hội càng chết người đi tần nguyệt minh hơi chút có chút chuồn mất bị đối phương đi hơn phân nửa huyết điều nàng mới hồi phục tinh thần lại hoàn hảo giang vân khai che giấu kịp thời tự hồ sớm đã thành thói quen đội hữu thật hố cứu tràng kia kêu một cái mau xuống tay kia kêu một cái ổn làm cho người ta một loại cảm giác an toàn. Tần Nguyệt Minh cùng nhũ mẫu dựa, viết thêm sau khi trở về nghiêm túc cẩn thận trò chơi. Không sai a. À. Giang Vân Khai Đình chỉ ca hát cảm thán một câu, hắn đã thật lâu không có đụng tới phối hợp tốt như vậy đội hữu. Phía trước cảm thấy không sai đội hữu, vẫn là cùng chức nghiệp tuyển thủ phối hợp, không quá nhân gia chuyên tâm huấn luyện, không thể thường xuyên cùng Giang Vân Khai cùng nhau. Giang Vân Khai trò chơi khó chịu nói chuyện liền độc, không vài người nguyện ý cùng hắn trò chơi, cho nên trừ bỏ Nam Vân Đình lo dinh, bằng không hắn đều không đồng ý cùng người khác chơi trò chơi. Giờ phút này có người sao cửa phòng nghỉ, mở cửa nói. Giang ca, lưu tổng tan học. Ta đánh xong này một phen. Đã xong này một ván, Tần Nguyệt Minh đứng dậy nói. Ta cũng về nhà. Ân, tái kiến. Ban đêm 10 điểm hơn, Tần Nguyệt Minh nằm ở trên giường soát kịch thời điểm thu được Giang Vân Khai tin tức. Trò chơi không? Nguyệt! Ngươi ngày mai không phải là có việc động, hơn nữa nghiêm trọng thiếu thấy sao? Ta ca hát rất dễ nghe. Đương đại người trẻ tuổi làm sao có thể ở 12 điểm tiền ngủ? Đây là đối tuổi tiết độc. Nguyệt! Vậy ngoạn hai cục, còn dùng phía trước tài khoản. Ta ca hát rất dễ nghe ta giúp ngươi cùng bằng hữu muốn một cái tài khoản về sau này tài khoản chính là của ngươi đưa ngươi tần nguyệt minh đăng nhập tài khoản xem tên có chút ghét bỏ id ta tán gái rất nhiều nàng khai mạch sau hỏi này trò chơi có thể cải danh tự sao giang vân khai trả lời cải danh tạp 200 nguyên mua việc bột đều đau lòng tần nguyệt minh lập tức cự tuyệt Khi quên đi một lát sau lại có nhân login một cái là ta khiêu vũ rất đẹp mắt một cái là ta nói hát rất ngưu bức chu nhược sơn lo dinh sau liền cùng tần nguyệt minh vấn an thân ca nam vân đình hoắc đều thân thiết như vậy chu nhược sơn ân ừ, có cơ hội ta muốn đi theo thân ca học phi tiêu tần nguyệt minh tốt nhất nam vân đình nghe được tần nguyệt minh thanh âm liền cả người thoải mái này ôm nhu ngự tỷ âm nghe liền đẹp đẹp này cũng chính là lưu tổng không nhường ăn qua biên thảo bằng không ta giang vân khai cúc nam vân đình được rồi tần nguyệt minh không biết hỏi như thế nào giang vân khai đừng để ý đến hắn hắn đần độn nam vân đình đúng giang ca nói đúng chu nhược sơn nóng nảy ta thân ca là ngươi có thể nhúng chàm Nam Vân Đình không muốn lại trêu chọc này hai vị, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Thế nào an bày phối trí? Giang Vân Khai. Chu Nhược Sơn nhũ mẫu. Chu Nhược Sơn. Ta không nghĩ nhũ mẫu. Giang Vân Khai. Ngươi thái thái. Chu Nhược Sơn. Thân ca đâu? Giang Vân Khai. Nàng là ngươi ca. Chu Nhược Sơn. Phân phối tốt lắm sao? Thứ năm cá nhân lo dinh tên gọi. Tuyệt không? Tên này phủ mặt khác vài người tên, hoặc nhìn đặc biệt kỳ ba. Giang Vân Khai. Dư Sâm chạy nhanh. Dư Sâm. Nga. Năm nhân tiến nhập trò chơi. Tần Nguyệt Minh bắt đầu đặc biệt mau. Ba ngày còn có cùng Giang Vân Khai phối hợp quá kinh nghiệm, hơn nữa nàng phía trước cũng chơi đùa võng du, rất nhiều chuyện nói cho một lần liền đã hiểu, đừng nhìn là tân thủ, nhưng là trò chơi ngoạn thực sẽ không sai. Chơi trò chơi phía trước bọn họ đều cảm thấy Giang Vân Khai là muốn mang muội dù sao bọn họ cũng nghe nói Tần Nguyệt Minh gần nhất có chút xa suốt. Không nghĩ tới thật sự chơi, liền phát hiện Tần Nguyệt Minh trình độ không sai. Giang Vân Khai 9 giờ bổ nhân Tần Nguyệt Minh Hảo Đơn giản khơi thông sau, hoàng mỹ phối hợp, tuyệt không dông dài dây dưa, cũng sẽ không có dư thừa tiếng kinh hô. Nam Vân Đình. Ta phía trước mang một cái muội tử chơi trò chơi, toàn bộ quá trình chợt nghe của nàng tiếng kinh hô, trò chơi sau khi kết thúc trong lỗ tai đều là hồi âm. Giang Vân Khai. Nhắc đến ta liền khí, cái kia trình độ ngoạn cái gì trò chơi, ngoạn hội ấm áp không tốt sao? Lúc đó là Giang Vân Khai cùng Nam Vân Đình mang cái kia nữ nghệ nhân, một bên đánh một bên tức giận, Giang Vân Khai tại kia sau gặp được cái kia nữ nghệ nhân đều không có hảo ngữ khí nữ nghệ nhân nhìn thấy giang vân khai bản thân đều đánh khiếp sợ nam vân đình ngươi loại này nam nhân liền không thích hợp yêu đương ngươi về sau có bạn gái không mang theo bạn gái trò chơi sao giang vân khai không mang theo còn có thể kia kia đều có nàng nam vân đình ta cảm thấy ngươi chính là một cái bừa lỗ tai khẳng định quỳ liếm ngươi tương lai bạn gái giang vân khai phi ta liền làm cho nàng biết biết cái gì kêu đông bắt lão gia nhóm tần nguyệt minh đi lại giúp ta một chút giang vân khai hảo chu nhược sơn ngươi làm gì đâu chu nhược sơn ta nghe ngươi ba hoa bứt đâu lập tức đi lại một ván sau khi kết thúc tần nguyệt minh trở thành mvp phấn khích hồi tưởng thời điểm truyền phát tần nguyệt minh một cái đại chiêu mang đi đối diện bốn cá nhân hình ảnh nam vân đình đều chấn kinh rồi lợi hại a thân ca cũng bắt đầu đi theo kêu ca lại một ván nam vân đình xem bản thân huyết điều nhanh chóng biến thiếu đều có điểm buông tha cho sau đó liền nhìn đến một người vọc đi lại một chút thần tiên một loại thao tác sau mang đi đối diện hai cái người thứ ba tàn huyết chu nhược sơn đi theo đi lại cấp nam vân đình huyết hơn nữa nam vân đình xem tần nguyệt minh nhanh chóng trở về bảo trì đội hình nhịn không được than thở lợi hại a ta cảm giác thân ca ở mang ta nhóm đâu. Tần Nguyệt Minh Vì sao ta cảm thấy là bốn người ở trò chơi? Dư sâm khó được mở miệng. Đánh cho không sai. Tần Nguyệt Minh Cảm ơn. Nghiêm trọng thiếu thế Giang Vân khai ngoạn hưng phấn, đến rạng sáng 2 giờ chung mới lưu luyến mà tỏ vẻ muốn hạ du diễn. Tần Nguyệt Minh cũng đi theo hạ trò chơi, ngay sau đó liền thu đến Nam Vân Đình cùng Chu Nhược Sơn vi tính bạn tốt xin, là giang vân khai ở đàn lý thôi tặng danh thiếp nàng đều đồng ý sau hai người đều phát đến đây tin tức ta nói hát rất ngưu bức thân ca chạy nhanh ngủ đi bằng không đối làn da không tốt nguyệt tốt ngủ ngon ta khiêu vũ rất đẹp mắt về sau ngươi cũng là ta thân ca nguyệt thụ sủng nhược kinh ta khiêu vũ rất đẹp mắt ngươi tốc độ tay bao nhiêu nguyệt không trách quá. Ta khiêu vũ rất đẹp mắt. Ta phỏng chừng 140 đã ngoài. Nguyệt. Có thời gian ta trách trách xem. Ta khiêu vũ rất đẹp mắt. Đi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, muốn trò chơi bảo ta Nga, chỉ cần ta có không, tùy kêu tùy đến, nghe theo Âu Nội tương phân phó ta khiêu vũ rất đẹp mắt. Mặt mày miêu mễ jpg Nguyệt. Ừ ừ, ngủ ngon. Tần Nguyệt Minh bắt đầu cảm thấy trò chơi hảo ngoạn. Nàng ở ngày thứ hai như cũ đi công ty, buổi sáng thượng hình thể khóa, buổi chiều đi theo trình diễn kỹ khóa, buổi tối trở về trong nhà sau bản thân đang xếp trò chơi, tưởng phải thử một chút xem cái khác nhân vật. Trò chơi hai cục sau thu được Tần gia dạ đình tin tức. Đang làm cái gì? Nguyệt. Ta chơi trò chơi. Tần gia dạ đình. Cái gì trò chơi? Nhưng Tần Nguyệt Minh ngoài ý muốn là, không bao lâu Tần gia dạ Đình cũng thượng này trò chơi tài khoản, còn bỏ thêm nàng trò chơi bạn tốt. Dạ. Thế nào khởi loại này tên? Ta tán gái rất nhiều. Người khác cho ta hào, cải danh cư nhiên cần 200. Dạ. Ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi đem tên sửa lại. Ta tán gái rất nhiều. Không cần, ngoạn rất tốt. Hai người cùng nhau tiến nhập trò chơi. Dù sao cũng là tỷ đệ, đều có giống nhau gian, đều là trò chơi đánh cho không sai loại hình, đánh mấy cục sau chiến tích không sai. Giờ phút này có người phát đến đây tổ đội mời, đội trường ở tầng giả đình nơi đó, hắn trực tiếp đồng ý. Tần Nguyệt Minh liền nhìn đến nêu lên, ta ca hát rất dễ nghe gia nhập đội ngũ. Tần Nguyệt Minh, Giang Vân khai tiếng vào liền khai mạch, trò chơi thế nào cũng không bảo ta. Tần Nguyệt Minh thời gian rất sớm, chỉ có ta một người là người rảnh rỗi, sợ các ngươi đang làm việc sẽ không gọi các ngươi. Giang Vân Khai. Đội Hữu là ai a? À, ta dùng khai biến thanh khí không? Tần Dạ Đình. Ta. Trường hợp nháy mắt nhất tỉnh. Nhiệt độ không khí tự hồ nháy mắt đạt tới băng điểm. Tần Nguyệt Minh. Hai người các ngươi có thể không cãi nhau sao? Giang Vân Khai không có nghe. Ngươi tên còn rất cuồng tự xưng gia. Tần dạ đình. Muốn đánh thành đêm tự, đánh chữ sai, liền đâm lao phải theo lao. Giang vân khai. Ngu ngốc. Tần dạ đình. Ngươi muốn chết. Giang vân khai. Một chọi một pk tràng. Tần dạ đình. Đến. Tần Nguyệt Minh nhất thời chỉ cảm thấy đầu đại. Chương 24 Tiên bang bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com giang vân khai thật đúng cùng tần dạ đình một chọi một đi tần nguyệt minh không đồng ý xem bọn hắn lưỡng khác rõ ràng hạ trò chơi chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi dù sao hai người bọn họ khác cũng không phải một ngày hai ngày làm đối gia còn có đối phương vi tính bạn tốt ngẫu nhiên còn có thể tán gẫu trò chuyện trò chuyện liền mắng đứng lên điểm ấy xem nhẹ bất kể lời nói như trước đủ ngạc nhiên Giang Vân Khai vi tính lại là vòng giải trí có tiếng nang thêm, này quan hệ. Tần Nguyệt Minh đều nhịn không được chật chật chật. Nàng năm đó cùng của nàng đối gia cũng không có như vậy hài hòa quan hệ, gặp mặt không đánh nhau sẽ không sai lầm rồi, vị kia càng là nhắc tới nàng liền biến sắc. Tần Nguyệt Minh xuống lầu cấp bản thân tẩy sạch một cái dưa bở ăn, vừa mới một ngụm, liền thu đến Giang Vân Khai tin tức. Hắn chính là một cái cạn bã. Nguyệt hắn là ta đệ đệ ai ngươi như vậy trước mặt ta nói nàng không tốt đi ta ca hát rất dễ nghe lần tới đưa lưng về phía ngươi nói nguyệt ta ca hát rất dễ nghe vừa rồi trò chơi ta liền là sơ ý nguyệt cho nên ngươi thua ta ca hát rất dễ nghe lần sau sẽ không bất quá hắn cũng là huyết gia nguyệt vậy ngươi cũng rất lợi hại a à? Ta ca hát rất dễ nghe. Hắn sợ ta, mới không dám lại đánh. Nguyệt. Ừ ừ. Tần Nguyệt Minh tiếp tục cắn dưa bở, tùy tiện ứng phó này ngay thơ quỷ. Giờ phút này tần dạ đình cũng phát đến tin tức. Tần dạ đình. Vai nữ chính tìm ta đối diễn. Nguyệt. Trễ như vậy đối diễn. Tần dạ đình. Đi công cộng khu vực, yên tâm. Nguyệt. Tốt cùng tần dạ đình đã xong tán gẫu giang vân khai còn tại liên miên lại nhảy châm chọc tầng dạ đình ngươi nói các ngươi tỷ đệ lưỡng trên lệch thế nào lớn như vậy chứ ta ca hát rất dễ nghe ngươi nếu hắn kia trương thối mặt ta theo ngay từ đầu đều sẽ không giúp ngươi ta ca hát rất dễ nghe con người của ta đối xử không đúng nhân tuy rằng ta chướng mắt ngươi đệ đệ cũng không phải đến mức tính cả ngươi cùng nhau chán ghét ta ca hát rất dễ nghe ngươi can gì đâu có phải là trí năng di động đánh chữ cũng chậm a ngươi phát giọng nói cũng xong ta hiện tại nhà mình đâu tần nguyệt minh lại cắn hai khẩu dưa bở thủ là ẩm bít xác thực không có phương tiện đánh chữ vì thế gửi đi một đoạn giọng nói nga trong nhà võng không tốt lắm ta vừa lấy được tin tức ta ca hát rất dễ nghe vậy ngươi đi lên cọ võng a ta hiện tại ở ngươi trên lầu đâu nhà của ta võng hảo Tần Nguyệt Minh buông tay cơ ngẩn đầu nhìn hướng trần nhà, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, vẫn còn là cảm thấy có chút thần kỳ. Vừa rồi nàng mới âm thầm nhắc nhở quá đệ đệ chú ý ảnh hưởng, lúc này còn có nam sinh mời nàng đi cọ võng. Tần Nguyệt Minh bao nhiêu bị trì diêm sự tình kích thích đến, cộng thêm nàng thật sự không có ở vài năm nội luyến ái ý tưởng, đối với loại chuyện này vẫn là có chút mẫn cảm. Nàng hồi phục giọng nói ngươi không ở bể bơi phóng thủy ta liền cảm ơn ngươi. Ta ca hát rất dễ nghe. Ngươi không nói ta đều đã quên, phía ta bên này sửa qua, lần trước tụ hội có nữ, tốc độ vòi nước mới sẽ như vậy, hiện tại không thành vấn đề. Sinh hoạt cá nhân còn rất hỗn loạn. Nàng ăn dưa bở ngồi ở phòng khách trên sofa, lại có một cái tin tức vào được. Nam Vân Đình mang đến, không liên quan ta sự. Nguyệt. Nga. Này sau Giang Vân Khai yên tĩnh một hồi, Tần Nguyệt Minh vừa tính toán tiếp tục xem kịch liền nghe được chuông cửa thanh. Tần Nguyệt Minh đứng lên mở ra bộ đàm, nhìn đến là Giang Vân Khai liền phát hoảng, chạy nhanh mở cửa hỏi: "Ngươi tới làm gì?" "Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng là ta chỉ là tùy tay mua." Giang Vân Khai mang theo hai hộp vịt bột cho nàng. Nàng kinh ngạc xem vịt bột hỏi: "Ngươi làm sao mà biết ta thích ăn?" Chu Nhược Sơn theo ta nhắc tới, ta lại đột nhiên tham mua đến làm đồ nhắm, vừa rồi với ngươi tán gẫu mới nghĩ đến cho ngươi đưa điểm. Nga! Cảm ơn! Tần Nguyệt Minh nghĩ nghĩ sau lại trở về trong nhà, Giang Vân Khai buồn bực xem môn, đợi một hồi Tần Nguyệt Minh bỏ chạy xuất ra, đưa ngươi hai cái dưa bở. Nga! Giang Vân Khai lăng lăng tiếp nhận dưa bở. Ngủ ngon! Tần Nguyệt Minh nói xong đã đem phòng đóng cửa lại. Giang Vân Khai xem bị quan thượng môn đều mong, đây là ở Tị Hiền. Này tiểu khu trụ nghệ nhân nhiều liền là vì trị an cùng tư mật tính hảo, căn bản không cần lo lắng bị chụp ảnh. Tần Nguyệt Minh để ý như vậy cẩn thận, ngược lại nhường Giang Vân Khai bắt đầu tưởng hắn có phải là bị chán ghét. Hắn thật sự không nghĩ nhiều. Tiến vào trong thang máy thời điểm, Giang Vân Khai còn tại soi gương. Như vậy soái, ta bản thân đều cự tuyệt không xong, Tần Nguyệt Minh rất có điều khiển tự động lực A. À. Nói xong, còn trong gương liếc mắt đưa tình. Trong thang máy nếu có quỷ, quỷ đều có thể bị hắn cấp làm sợ. Tân Nhất Kỳ, ăn hóa lực lượng, báo trước xuất ra sau liền toàn võng sôi trào. Không biết từ đâu khi khởi, trên mạng cuộc khởi một cổ hoài cựu phong. Tần Nguyệt Minh trở về sơ kỳ đại gia hội khủng hoảng, hội nghị luận loại này phi thường quy hiện tượng, còn có bị thủ vân khai gặp Nguyệt Minh dời đi lực chú ý. Chờ báo trước phiến xuất ra sau, trên mạng nổ mạnh là đã từng kinh điển điện ảnh, hai vị nhân vật chính lại đồng khuôn. Nhất là Tần Nguyệt Minh cùng Trì Diêm đối thoại nơi đó, không chỉ có đàm mạch một người lệ mục, cơ hồ là dẫn phát rồi toàn võng hoài cựu cảm tình đến. Nàng đã trở lại. Hắn còn tại. Bọn họ hai người còn có thể đứng chung một chỗ. Này quả thực cực kỳ giống hạnh phúc hai ngày sau, thứ nhất kỳ tiết mục bá ra. Lộ đoá toán làm công tác, nàng phiên di động đoạn ngắn cũng không có bá xuất ra. Chỉnh kỳ tiết mục truyền phát xong sau, trên mạng đối với Tần Nguyệt Minh nghị luận đột nhiên thay đổi. Một vị trứ danh độc miệng bác chủ tuyên bố như vậy một cái dài oai bô. Táo bạo na tra trá. Nhìn đến rất nhiều người hắc Tần Nguyệt Minh ta liền làm không hiểu, đừng đem lưu lượng kia một bộ an bày ở lúc đầu thực lực phái diễn viên trên người tốt sao đầu tiên ta hỏi các ngươi, Tần Nguyệt Minh nàng làm sai cái gì sao? Không có làm sai bất cứ sự tình gì, Tam Quan không có vấn đề, thậm chí tính cách cũng rất không sai. Nàng chỉ là phục sinh, tìm mấy chục cái trăm triệu, ngươi nếu có thể lấy ra, ngươi cũng có thể cho ngươi bảy đại cô bác gì cả toàn bộ phục sinh, nhân gia trên người chịu cự nợ chẳng qua là vì còn sống. Tần Nguyệt Minh muốn sống, Tần gia đình muốn cho duy nhất thân nhân trở về có cái gì sai lầm sao? Không có. Lại nói Tần Nguyệt Minh cùng Giang Vân Khai. Cầu xin các ngươi động động não suy nghĩ một chút được không được. Cái nào công ty hội truyền loại này chuyện xấu? Này không phải là đần độn sao? Tần Nguyệt Minh vừa vừa trở về một tháng, sau khi trở về phát hiện thời gian trôi qua 9 năm, bản thân bạn trai có vị hôn thê, đã phi thường khó chịu, sau đó phải đi truyền bản thân cùng một cái tiểu thịt tư chuyện xấu sao? Này chính phủ truyền đông cứng Gượng ép Không đầu óc Bình luận Bạn trên mạng 1 Giang Vân Khai cái gì tỳ khí Bản thân công ty đồng sự cũng sẽ không thể quán Lại đi cấp quầy bộ điểm tán Vì sao Bởi vì Giang Vân Khai biết Tần Nguyệt Minh là vô tội Hắn không nghĩ Tần Nguyệt Minh bị công kích Bạn trên mạng 2 Truyền Giang Vân Khai cùng Tần Nguyệt Minh nguyên nhân không phải là bởi vì Giang Vân Khai ở tiết mục thảo luận Tần Nguyệt Minh là bản thân lý tưởng hình. Vì sao sau này bị mắng là Tần Nguyệt Minh? Ông Nhu cố từ. Vốn là bị Tần Nguyệt Minh cùng trì diêm đoàn tụ hấp dẫn, nhìn Tân Nhất Kỳ, ăn hóa lực lượng, tự nhiên bị Tần Nguyệt Minh vòng phấn. Giai đoạn trước không có gì cảm giác, ở Tần Nguyệt Minh khai say rượu liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó đã bị Tần Nguyệt Minh kia thần tiên thể năng sợ ngây người. Nghe nói Tần Nguyệt Minh chưa bao giờ dùng thế thân, xem ra là sự thật. Cảm tình phế vật. Tần Gia dạ Đình a a a, rất đau lòng ca ca. Chúng ta mấy năm nay đều ở bồi ca ca, nhưng là ca ca trải qua như trước không tốt, may mắn tỷ tỷ đã trở lại. Về sau tỷ tỷ cũng là của chúng ta tỷ tỷ, ta muốn đi giúp tỷ tỷ hộ giá, không được khi dễ chúng ta Tần gia tỷ tỷ. Nhu Kỳ Tần Nguyệt Minh cùng Tiểu Nguyệt Minh tiệt đồ ở trong này, cao thấp lập gặp. Hình ảnh chính, bình luận. Bạn trên mạng 1: Ta chú ý tới, theo Tần Nguyệt Minh xuất ra sau, lộ đóa toánh tươi cười liền cùng siêu cấp khôi hài. Bạn trên mạng 2: Ly cười thời điểm cầm đều di chuyển vị trí, chỉ có quả táo cơ đô đứng lên, cái mũi không chút sức mẻ. Tần Nguyệt Minh mặc vừa thấy chính là thuần thiên nhiên, đặc biệt tự nhiên, hơn nữa là thật trẻ tuổi rất nhiều cận cảnh đều nhìn không ra bất cứ cái gì vấn đề đến. Bạn trên mạng 3 Phía trước không tin Tần Nguyệt Minh là 25 tuổi thân thể, xem qua sau ta tin, này thể năng, này trên mặt giao nguyên lòng trắng trứng, còn có cười khi bộ dáng, qua Kiếm tiên tên Truyền cái gì thủ vân khai gặp Nguyệt Minh A, trành thê cùng ma trì diêm thật sự đòi mạng. Bình luận Bạn trên mạng 1 Bọn họ chỉ là bạn tốt, trì diêm có bạn gái nha, bạn trên mạng hai đừng nửa loạn truyền tần nguyệt minh hiện tại là vừa vặn bị chia tay hai tháng trạng thái mỏi mệt không chịu nổi mỗi lần nhìn đến tần nguyệt minh bị hắt đều sốt ruột đoàn đội như vậy không chuyên nghiệp phan làm gì đâu đi khắp a ta một cái người qua đường phấn đều hận không thể ra trận giúp tần nguyệt minh nói hai câu như vậy nhận người thích nữ nghệ nhân làm sao lại lưu lạc đến bị mắng đâu bình luận bạn trên mạng một, Đừng nói nữa, ta tham dự quá một lần chiến tranh, kết quả luôn là không thể chuyên tâm. Trong nhà ta là sông bào thai, ngày đó uy lăn lộn, lão đại uy hai lần sau này thẳng phun nải, lão nhị còn bị đói ngao ngao khóc. bạn trên mạng 2. Đàn Lý Tiên Bang nhóm đều phi thường bất đắc dĩ, đánh chữ tốc độ so bất quá người trẻ tuổi, đụng tới trong vòng ngữ còn phải trăm độ một chút là có ý tứ gì khó nhất quá là tiên bang nhóm cũng không lớn thức đêm các ngươi quên đã từng định đồng hồ báo thức trộn món ăn ngày sao bạn trên mạng ba cùng là tiên bang muốn hỏi một chút phan đàn đều là thế nào thêm thế nào tìm tòi a à? thế nào tìm tổ chức ta gần nhất học hội đánh bản tần nguyệt minh phan xưng hô vì tiên bang đứng hàng tiên bang ý tứ trước kia thích tần nguyệt minh phan ở chín năm sau cũng đã trưởng thành tuổi đều là một cái giai đoạn Tuy rằng hậu kỳ bởi vì tác phẩm hấp dẫn một ít tân phan, nhưng là không có tác phẩm mới phẩm thêm vào, 9 năm sau khi đi qua sói mòn nghiêm trọng. Tân tiết mục bá ra sau, Tần Nguyệt Minh lại hút nhất ba phấn. Tần Nguyệt Minh phía trước rất ít tham gia tống nghệ tiết mục. Nàng người này không phải là cái loại này hội lấy lòng con người tính cách, không chủ động nói tiếp, đôi khi gặp phải yêu thưởng nói khác khách quý, nếu không phải là người chủ trì chủ động hỏi Tần Nguyệt Minh vấn đề tần nguyệt minh hội liền như vậy tỏa nhất chỉnh kỳ. Cho nên ở sau, cấp tần nguyệt minh an bày phương diện này tài nguyên tự ít đi. Lúc này đây chân nhân tú là tần nguyệt minh khó được tham gia loại này tiết mục, như trước là không tranh không thưởng, có người hỏi nàng vấn đề nàng mới trả lời. Màn ảnh luôn luôn đi theo nàng, nàng cảm thấy ngượng ngùng còn có thể đối với nhiếp tượng mỉm cười. Nhưng là làm nhiệm vụ khi nghiêm cẩn bộ dáng thật sự rất hấp dẫn ánh mắt nhìn tiết mục mọi người có thể nhìn ra tần nguyệt minh là thật liều mạng làm trò chơi không già mồm cải láo không điệu bộ không thưởng diễn không diễn tinh so sánh tương đối dưới cái gọi là tiểu nguyệt minh động một chút là thét chói tai có tình tự thời điểm còn có thể một cái vẻ bật hoặc nhìn tựa như nhất người điên còn có chính là hai người thật sự ở cùng nhau có thể nhìn đến bọn họ trên lệch hậu kỳ gia công quá mặt cùng thuần thiên nhiên mặt vẫn là tồn tại nhất định trên lệch nhất là lộ đoá toánh thoạt nhìn so Tần Nguyệt Minh già đi 10 tuổi bộ dáng, điều này cũng là kỳ cảnh. Tần Nguyệt Minh như trước không có thượng ủy bộ xem, thu hoàn thành mặt khác nhất đương chân nhân tú tiết mục. Hôm nay như cũ đi công ty đi theo lên lớp thời điểm, Lưu Sang đi theo nghe xong một hồi, chờ những người khác tan học hai người mới tọa ở phòng học Lý Tán Gẫu. Lúc này đây, ăn hóa lực lượng, hưởng ứng tốt lắm, của người chân nhân tú mời bỗng chốc hơn, còn có một chút cái khác tống nghệ đến mức ảnh thị tài nguyên ta cho ngươi liên hệ hai bộ hiện đại đô thị kịch đại ip đoàn đội đều phi thường không sai tần nguyệt minh gật gật đầu ta có thể nhìn xem kịch bản sao có thể đi theo ta lưu sang đứng dậy mang theo tần nguyệt minh hướng phòng làm việc của bản thân đi đi trên đường có nhân viên công tác vội vàng chạy tới tiến đến lưu sang bên tai nói gì đó cái gì phỏng vấn lưu sang nghe xong nhíu mày hỏi chính là sang hồ giải trí minh tinh hỏi mau mau trả lời. Lưu Sang vươn tay đến, nhân viên công tác lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Lưu Sang, cấp Lưu Sang xem cái kia video clip. Lưu Sang sau khi xem xong thấp giọng mắng một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Minh. Tần Nguyệt Minh mỉm cười nói. Ta nghe được một điểm. Thoạt nhìn còn rất bình tĩnh. Lưu Sang đưa điện thoại di động cho Tần Nguyệt Minh, nhưng Tần Nguyệt Minh bản thân xem. Video clip là săn hồ giải trí phỏng vấn Du Thanh Nhi, hội hỏi một ít sắc bén vấn đề. Trong đó có một đoạn vấn đề là Ngươi tối kinh thường vòng giải trí kia loại hành vi. Du Thanh Nhi là như thế này trả lời. Chính là cái loại này hư báo tuổi cùng thân cao A, nói bản thân một M8, kết quả chụp ảnh thời điểm cơ bản theo ta thông thường cao, còn phải ta cởi giày cao góc phối hợp. Còn có cái loại này hư báo tuổi, rõ ràng đều hơn 30 tuổi, cứng rắn muốn nói bản thân hai mươi mấy tuổi còn trang nộn xin nhờ chính ngươi đi xem của ngươi hộ chiếu tốt sao bản thân bao lớn mấy tuổi trong lòng không có phổ sao liền là như thế này một đoạn video clip không có kỳ thực nhìn như không nói cái gì thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy ngấm ngầm hại người quãng thời gian này quá khéo tần nguyệt minh tiết mục vừa mới bá ra bên trong có bọn họ đàm luận tuổi khâu đoạn phỏng vấn vừa vặn xuất hiện thân phận vẫn là Tần Nguyệt Minh bạn trai trước vị hôn thê, cái này phi thường mẫn cảm. Này phỏng vấn phía dưới còn bị nhân mang tiết tấu, rất nhiều thủy quân tài khoản nhất tề hắc Tần Nguyệt Minh, nói Tần Nguyệt Minh lão bà trang nộn không biết xấu hổ, 34 tuổi chính là 34 tuổi, nói cái gì 25 tuổi đâu. Tần Nguyệt Minh nhìn nhìn sau, ngẩng đầu hỏi Lưu Sang. Ngươi có biết lần trước từ thiện tiệc tối chúng ta ký hợp đồng vip phòng, đều có ai có thể đi vào sao? Lưu Sang không rõ Tần Nguyệt Minh vì sao đột nhiên đề này. Như thế nào? Tần Nguyệt Minh đem tự mình biết nói sự tình nói. Lưu Sang dắt khóe miệng cười lạnh. Ta nói đâu, một cái 18 tuyến thế nào lấy đến cái kia nhân vật? Tần Nguyệt Minh còn nói một sự kiện. Ta ở phía sau kỳ bỏ thêm đàm mạch vi tín hiệu, đàm mạch nói với ta một sự kiện, không biết. Nói gì đó? Lưu Sang chạy nhanh hỏi. Tần Nguyệt Minh chỉ chỉ văn phòng. Chúng ta đi vào nói, thuận tiện đem kịch bản cho ta. Vào lúc ban đêm, ở video clip trên trang web ra hội viên trí tôn bản, ăn hóa lực lượng. Này phiên bản thông thường so trên TV bá ra dài, có rất nhiều bị sang giảm màn ảnh ở, bất quá truyền phát lượng là so bất quá phổ thông phiên bản. Nhưng mà lần này xuất hiện ngoài ý muốn. Chí tôn bản điểm đánh lượng nổ mạnh, hot search đã ở cùng một ngày xuất hiện, bạo, đồ tiêu. Trung vanh giọng nói tin nhắn. Tiên bang phấn phan đầu lĩnh hôm đó tuyên bố uây bộ. Trương chỉ thiên. Thực khi chúng ta tiên bang không ai sao. Nên nhiều ngươi có biết biết, ba ngươi cũng là ngươi ba ba. Chương 25. A ha. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Lâm Nặc cùng Đàm Mạch là bạn tốt, hai người đều siêu cấp thích Tần Nguyệt Minh. Nữ hài tử trong lúc đó tồn tại không chỉ có là ghen tị, còn có một loại nữ hài tử đối xinh đẹp nữ hài tử không hề chống cự năng lực. Nhất là Tần Nguyệt Minh loại này xinh đẹp phải cùng thiên tiên dường như, không tranh không thưởng, năng lực còn mạnh như vậy. Đàm mạch đối Tần Nguyệt Minh ấn tượng siêu cấp hảo, sợ Tần Nguyệt Minh ghét bỏ còn hỏi rất cẩn thận, không nghĩ tới Tần Nguyệt Minh thật sự bỏ thêm nàng bạn tốt. Đàm mạch ở, ăn hóa lực lượng, lý cũng là thường trú khách quý, tự nhiên nhận thức kịch tổ không ít người, gián tiếp tính đã biết một việc, chính là lộ đoá toán đi phiên Tần Nguyệt Minh tin nhắn, tin nhắn nội dung còn nói một thứ đại khái. Biết chuyện này sau đàm mạch liền nói với Tần Nguyệt Minh, Tần Nguyệt Minh cũng không để ý, nàng cảm thấy đoạn này sẽ không bá xuất ra. Sự thật chứng minh, đoạn này đích xác không có bá ra. Nàng cũng không có để ý, loại chuyện này không có gì khó có thể lý giải, thật sự bá xuất ra nàng cũng sẽ bị lan đến, đến lúc đó lại được với học sức. Nàng thượng học sớt thượng đến sợ hãi cho nên không bá cũng rất tốt. Tần gia dạ Đình ủy bộ cơ bản không có tin tức liên quan tới Tần Nguyệt Minh, kỳ thực hắn rất muốn giúp Tần Nguyệt Minh trợ trận, hoặc là để cho mình phan giúp giúp Tần Nguyệt Minh. Nhưng là Tần Nguyệt Minh đều cự tuyệt, gần nhất có thể điệu thấp liền điệu thấp, dè dặt cẩn thận không có sai lầm. Càng là ở trên đầu sóng ngọn gió, lại càng muốn mang theo đuôi làm người. Của ngươi bạo hồng đã nhường rất nhiều người đỏ mắt, sẽ không cần lại đi nhường việc khác kích thích đến bình minh, do đó công kích nàng. Nhưng là Du Thanh Nhi tự hồ là nhẹ nhàng, lộ đóa toánh vụn trộn chạm vào của nàng tư nhân vật phẩm muốn tìm hắc liêu, cũng không có hảo tâm. Tần Nguyệt Minh không nghĩ gây chuyện, nhưng là không chứng minh nàng túng, vậy vừa vặn nhất ba mang đi. Du Thanh Nhi có chỗ dựa vững chắc sau, theo Tần Nguyệt Minh trong tay cướp được vai nữ chính nhân vật, cảm thấy bản thân còn hẳn là lại thêm đem hỏa, sao nhất sao bản thân nhiệt độ, Tần Nguyệt Minh trọng tâm đề tài nóng A, à, nàng thật đúng nhìn Tần Nguyệt Minh không vừa mắt, bị hỏi một chút đề thời điểm cố ý như vậy trả lời. Nhìn đến Tần Nguyệt Minh thật vất vả vãn hồi rồi một ít cục diện, liền lại bị hắt, mừng thầm vô cùng. Chỉ chớp mắt, Trung Văn thượng hốt sớt đầu đề. Trung Văn không phải là thích muốn nhiệt độ sao? Nhiệt độ đến đây. Còn bạo. Lộ đoá toán phiên Tần Nguyệt Minh di động một đoạn này bị rất nhiều đại vê phát, thật giống như ở so với ai tốc độ mau dường như. Nhiều như vậy đều ủy bộ phía dưới bình luận toàn bộ đâu vào đấy, bị cử vũ giải trí mang ổn tiết tấu, toàn bộ đều ở trong phạm vi khống chế. 12 giờ đêm, cử vũ giải trí như trước đèn đút sáng trưng, không chuyên nghiệp, đoàn đội không ai tan tầm. Đã Du Thanh Nhi sẽ không làm người, như vậy Tần Nguyệt Minh bọn họ sẽ dạy Du Thanh Nhi làm người. Hấp dẫn bình luận 1 Kỳ thực ai truy ai cũng không có cái gì lớn lao, tình yêu bắt đầu đều phải dựa vào trong đó một người nỗ lực. Nhưng là ở bạn gái qua đời sau nói năng bậy bạ, thuận miệng Hồ Biên đã cố người là như thế nào đổ truy, lấy đến đây tranh thủ chú ý, này thật sự không phải là cặn bã nam hai chữ có thể hình dung. Hấp dẫn bình luận 2 Cho nên không phải là Tần Nguyệt Minh đổ truy Trung vanh 3 năm, mà là Trung vanh tử Truyền lạng đánh đuổi theo Tần Nguyệt Minh 3 năm, bạn gái qua đời sau khẩu thuật của ngươi vọng tưởng lục đâu. Hấp dẫn bình luận 3. Theo Chung Văn Khóc nói sẽ không quên Tần Nguyệt Minh, quay đầu đã bị cho sáng tỏ tình cảm lưu luyến sau, ta liền đối người này ấn tượng kém đến cực điểm. Hiện tại xem ra người này thật là thối đến tận xương tủy, thật không biết xấu hổ, thế nào không biết xấu hổ. Nếu Tần Nguyệt Minh không trở lại, của hắn lời nói dối sẽ bị truyền đến trong phần mộ. Hấp dẫn bình luận 4 đau lòng thất tiên, sau khi trở về bạn trai có vị hôn thê, còn biết bạn trai lung tung biên chuyện xưa, cái này đủ trái tim băng giá, cái kia vị hôn thê còn tại phỏng vấn lý vụn trộn mắng nàng. Nằm tàu, suy nghĩ một chút liền hận không thể nói thô tục. Hấp dẫn bình luận năm. Màn ảnh phóng đại sau liền phát hiện lộ đoá toánh là một cái vẽ ở phiên tin nhắn trương, vốn cho rằng có thể cấp tầng nguyệt minh gia tăng điểm hắc liêu, không nghĩ tới kịch tình xoay ngược lại, lộ đoá toán này đồ giỏng coi như là lập công chuộc tội. Nói lộ đoá toán là giúp Tần Nguyệt Minh trình bày chi tiết, cố ý phóng xuất tỉnh vừa tỉnh, Người xem nhất chỉnh kỳ lộ đoá toán biểu hiện, nàng tuyệt không hoan nghênh Tần Nguyệt Minh. Tần Nguyệt Minh rất ít phát Weibo, thậm chí rất ít đăng nhập tài khoản. Nàng duy nhất một cái Weibo như trước là công khai bản thân trở về video clip, không có phát quá thứ hai điều. Nguyên bản này Weibo cũng đã có nổ mạnh số liệu, Kết quả hôm đó lại hơn nhất ba số liệu, không ít bạn trên mạng đi lại cấp Tần Nguyệt Minh gia tăng phan, đi lại cùng Tần Nguyệt Minh xin lỗi. Tần Nguyệt Minh phan số lượng nguyên bản chỉ có hơn 400 vạn, ăn hóa lực lượng, bá ra sau liền đang kéo dài trứng phấn, hôm nay lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng, lúc này phan số lượng đã đến 800 nhiều vạn. Cùng lúc đó, đi chung vanh cùng Du Thanh Nhi lý mắng chữ người bạn trên mạng cũng không ít. Du thanh nhi bình thường uy bộ cần mua thủy quân mỗi điều uy bộ phát bình luận mới có thể đến bốn vị sổ cẩn thận quan sát du thanh nhi uy bộ có thể phát hiện của nàng uy bộ tuyên bố sau nửa giờ nội chỉ có hai vị sổ bình luận phát ít ỏi không có mấy nửa giờ sau đột nhiên thành bốn vị sổ kết quả mới nhất một cái uy bộ bình luận đến bảy hai vạn mở ra thật là vô cùng thê thảm bình luận bạn trên mạng một rõ ràng bản thân tìm một cái cặn bã nam đính hôn, cứng rắn muốn nói nam nhân bạn gái trước tuổi đại, còn mắng chửi người, xin nhờ, chính ngươi đi xem của ngươi nam nhân tốt sao. Bản thân tìm nhất cái gì ngoạn ý trong lòng không có phổ sao. Bạn trên mạng hai Thế nào không biết xấu hổ đi nói nhân gia tuổi đại. Nhân gia chính là 25 tuổi, xem thể năng cùng dung mạo có thể nhìn ra, hơn nữa thanh âm cũng là có thể nghe ra đến một ít. Rõ ràng là 25 tuổi, ngươi dựa vào cái gì ấn đầu làm cho người ta nói bản thân 34 tuổi? Bạn trên mạng 3. Liền tính nàng 34 tuổi, cũng đẹp hơn ngươi. Sau ngươi tiên? sau ngươi có thực lực? Ngươi chính là một cái hồ mặt tâm 18 tuyến. Bạn trên mạng 4. Ngươi có biết, chúng ta chỉ khuyên phân, ngươi nếu chia tay đối với ngươi ấn tượng còn có thể hảo một điểm. Quên đi nhìn ngươi âm thầm mắng chửi người bộ dáng, ấn tượng liền vô pháp hảo vòng vo. Trung văn bên kia còn có điểm tuyệt. Hắn sang rất mắng bình cao nhất cái kia ủy bộ, đóng cửa bình luận công năng, đóng cửa tư tính. Tiếp theo không bao giờ nữa đăng nhập ủy bộ tài khoản, so với ai đều tiêu sái. Nhưng mà trong hiện thực kết quả là thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Tần Nguyệt Minh Phan Đại Đô Vơ Hệ hơn nữa rất nhiều người cũng không rất chú ý vòng giải trí bọn họ này tuổi nhân sớm liền không có nhiều như vậy thắng bại dục mở ra uầy bộ tất cả đều là ha 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 khó được có một tháng từ vẫn là nằm tàu của nàng phan đàn lý không phải là đang nói chuyện dục nhi kinh nghiệm chính là chia sẻ thực phát tâm đắc kết quả một ngày này bọn họ cũng không ngủ ta có thể nói ta oa không tốt nhưng là không thể bị ngoại nhân cấp khi dễ Tần Nguyệt Minh lần này ủy khuất thật là chịu lớn, bị chung vanh cái kia cặn bã nam bị đặt chuyện xưa nhiều năm như vậy, hiện tại xoay ngược lại thôi. Bạn trai trước vị hôn thê đến mắng hắn nhóm hoa, không phản kích sao? Đánh bản. Đánh cho ta đi lên. Ngư bức không phải là dựa vào thổi, mà là vì để cho người khác biết ngươi thật sự ngư bức. Nội địa minh tinh thế lực bản. Ban đầu Tần Nguyệt Minh xếp hạng thứ tư trang 76 vị, lũy thừa chỉ có 57. 90 có, ăn hóa lực lượng, cùng này ba nhiệt độ thêm vào, lại thêm vào Tần Nguyệt Minh phan nỗ lực, Tần Nguyệt Minh bài danh một đường tiêu thăng. Sáng sớm hôm sau, liền nhìn đến Tần Nguyệt Minh đã đến 14 danh, lũy thừa là 68. 31, Tần Nguyệt Minh Phan còn có một đặc điểm, chính là đánh bản chất lượng cao. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì tiên bang lăn lộn 9 năm sau, thân phận đều có sở bất đồng. Phan trăm vạn tác gia là Tần Nguyệt Minh tử trung phấn, nguyên bản không nghĩ dẫn chiến, nhưng là bị khi dễ đến trên đầu cũng bắt đầu hỗ trợ đánh bản, hơn nữa phóng thoại. Giúp ta cấp Tần Nguyệt Minh đánh bản, ta thêm phiên ngoại, kia quyển sách tùy tiện các ngươi điểm. Phan trăm vạn CV phát quầy bộ nói. Không phải thở gấp thôi. Trước A-Ha một cái, cái khác giúp ta cấp Tần Nguyệt Minh đánh bản sau hai tay dân. Video clip cắt nối biên tập đại xuất. Tần Nguyệt Minh một người, thần long giận, toàn viên. Video clip Mỹ Trang đại xuất. Tần Nguyệt Minh phỏng trang, làm phỏng trang thời điểm phát hiện, nàng từng cái nhân vật ánh mắt đều là không đồng dạng như vậy, thần tiên kỹ thuật diễn, không thể không phục. Mổ CEO. Xin hỏi thế nào đầu tư ảnh coi là phẩm? Có thể nhường Tần Nguyệt Minh mang tư tiến tổ cái loại này. 3 phút sau. Mổ CEO. Thật có lỗi, vừa rồi nghĩ sai rồi, là Tần Nguyệt Minh. Sau này rốt cục ở bình luận dẫn đường hạ, học xong nguyên quầy bộ biên tập. Trương Thiên Chỉ Ngày hôm qua chúng trù khai cấp Tần Nguyệt Minh mua vịt bột, kết quả không nghĩ qua là chúng trù 624 cân, hiện tại có chút buồn rầu là một lần đưa, vẫn là từng nhóm đưa, có phải là đủ thất tiên ăn nửa năm. Hôm đó giữa trưa 12, 23 phân, Tần gia Đình phát quầy bộ Tần Nguyệt Minh không có. Nhưng là Tần Dạ Đình Phan đã hiểu. Ngay sau đó, Tần Dạ Đình Phan bắt đầu đi theo giúp Tần Nguyệt Minh đánh bản, yêu cầu chỉ là Tần Dạ Đình có thể nhiều phát ra từ chụp. Vào lúc ban đêm 20, 14 phân, Tần Nguyệt Minh nghịch tập đến vị thứ ba, lũy thừa 82. 72, toàn bộ uây bộ lý chỉ có một cái uây bộ, lấy vận tốc ánh sáng nghịch tập, trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, có thể nói kinh điển đáng giá nhắc tới là hạng nhất là Giang Vân Khai, thứ hai danh là Hề Đồ, thứ sáu danh là Tần Dạ Đình. Giang Vân Khai còn tại vây xem ủy bộ thượng động thái, xem di động cười hì hì, mắt thấy bản thân liền muốn bị vượt qua cũng không sốt ruột. Vòng giải trí thật lâu không có lớn như vậy hình trận trận, xem còn rất có ý tứ. Việc bảo mang tới chống nắng bình xịt lúc ẩn lúc hiện, nói với Giang Vân Khai. Giang ca, đi gặp Phan. Giang Vân Khai buông tay cơ, nhắm mắt lại nín thở quay đầu, bị vịt bảo dập tắt lửa dường như văng lên nửa ngày chống nắng bình xịt sau đi ra ngoài. Kịch tổ bên ngoài trường kỳ sẽ có phan đến chờ đợi, gần đây phấn vòng đều rất có tổ chức kỷ luật tính, sẽ không cấp kịch tổ thêm phiền toái, đều là tìm không trở ngại quay chụp địa phương tụ tập. Hơn nữa bọn họ sẽ vì idol chuẩn bị bữa phẩm, này đó đồ ăn Giang Vân Khai có, kịch tổ cái khác nhân viên công tác cũng đều nhân thủ một phần, lấy đến đây đề cao kịch tổ đối giang vân khai hảo cảm độ giang vân khai hội định kỳ ra đi xem bọn hắn cùng bọn họ chào hỏi thuận tiện thu thu lễ vật ký ký tên thời gian thuận tiện còn có thể đi theo chụp ảnh chung hắn đi đến phan biên thời điểm lập tức nghe được phan nhóm nhỏ giọng mừng thầm thanh âm lão công ngươi hôm nay tâm tình được không được phan gọi hắn giang vân khai đưa tay thủ đến một cái ký tên bản ký tên đồng thời trả lời đừng gọi bậy, tin hay không ta não qua băng. Giang Ca, người nếu tâm tình không tốt chúng ta hôm nay liền ngoan một chút. Giang Vân Khai gật gật đầu. Ân. Ừ. Đây là ám chỉ, phan nhóm lập tức nhỏ giọng cho nhau nhắc nhở. Giang Ca tâm tình thông thường, hôm nay chớ chọc hắn. Giang Vân Khai đang ở ký tên, có một phan chen mở một cái phan, đem ký tên bản đưa tới. Giang Vân Khai dương mắt nhìn nàng một cái hỏi chen cái gì chen, sốt ruột nhường ta nhìn xem ngươi nhiều béo. Cái kia phan tự hồ cũng có chút ngượng ngùng, phí công giải thích. Ta thể trọng cũng chưa hơn trăm. Ta không mập. Giang Vân Khai đem ký tên bản trả lại trở về, đối cái kia phan ngoắt ngón tay, cái kia phan bất an đến hắn bên người. Hôm nay Giang Vân Khai mặt là rộng rãi chân khố, trực tiếp nhấc lên ống quần đến đứng ở nữ phan bên người, cùng nàng so chân phẩm chất cái kia phang mặt là bó sát người quần dinh, bỗng chốc có thể nhìn ra hai người chân duy độ đến, quả thực so Giang Vân Khai chân thô một vòng. Tối khả khí là Giang Vân Khai chân chẳng những tế, còn lại thẳng lại dài, tiểu chân sạch sẽ không có nhiều như vậy chân mau. Cái gì là công khai xử phạt? Đây là công khai xử phạt. Cái kia phang bụng mặt chạy ra, kết quả bị Giang Vân Khai túng trở về. Ký hoàng lại chạy, xếp hàng đi. Cảm ơn Giang ca ký tên không sai biệt lắm, lễ vật cũng thu, Giang Vân Khai cùng các nàng chụp ảnh chung. Hắn đối với màn ảnh mỉm cười, chụp hoàng sau chuẩn bị rời đi lại bị Phan gọi lại. Giang ca, ngươi lại giả cười. Này cấp Giang Vân Khai ký. Ăn hóa lực lượng, bá ra sau, chẳng những tần miệt minh thành nhân vật phong vân, Giang Vân Khai giả cười hót sớt đã ở bản đang thượng bồi hồi một trận. Ngay sau đó tự thành một cái ngạnh hiện tại chỉ cần Giang Vân Khai mỉm cười không nhắm mắt, liền sẽ bị người chế nhạo. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến này đàn phan đồng loạt nhắm mắt lại cười, cười đến cùng một đám hoa hướng dương dường như. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đã bị chọc cho đại cười ra tiếng, thật đúng là nhắm mắt lại cười. Tự hồ không muốn bị nhân phát hiện, còn cố ý lấy tay trắng thượng ánh mắt, đáng tiếc vẫn là bị thấy được, còn có người lục xuống dưới. Giang Vân Khai nhìn như tính cách táo bạo, nhưng cũng có chút vênh váo hung hăng, nhưng là cười thời điểm thật sự siêu cấp ma tính, còn có chữa khỏi năng lực, thấy được sẽ đi theo tâm tình hảo đứng lên. Giang Vân Khai phan cùng thông thường phan không quá giống nhau. Bọn họ ham thích cho đậu Giang Vân Khai, xem Giang Vân Khai tạc mau, hoặc là xem Giang Vân Khai cười, đều là siêu cấp vô địch đáng yêu. Hắn vẫy vẫy tay. Đừng học này, đi rồi. Phan nhóm nhất tề cùng hắn nói lời từ biệt. Giang Vân Khai trở lại bảo mẫu xe bên trong, ngồi xuống sau lấy ra di động cấp tầng Nguyệt Minh phát tin tức. Ngươi Phan rất có ý tứ A. Nguyệt, ta sắp vượt qua ngươi. Người rảnh rỗi chính là người rảnh rỗi, cư nhiên dây hồi. Ta ca hát rất dễ nghe. Thờ ơ, ta ngay cả tục ba tháng thứ nhất. Nguyệt, ta đệ đệ nhân khí như thế nào? Ta ca hát rất dễ nghe phía trước hai chúng ta luôn phiên đến, nhưng là sau này hắn không làm gì đổi mới uây bộ, liền do ta ngồi chắc. Cái kia hề đồ là sau sát đi lên, nhất bộ kịch bạo hồng. Hề đồ là nữa dân tộc thiểu số nam sinh, phụ thân là Hán, mẫu thân là Duy Ngô Ngươi Tộc, năm nay 22 tuổi. Tốt nghiệp đại học điển lễ làm đại biểu nói chuyện video clip ở trên mạng gặp may, sau này cư nhiên bị tinh tham nhìn trúng, thật đúng vào vòng giải trí. Duy ngô ngươi tộc dân tộc đặc điểm, nhưng hề đồ có chút hỗn huyết cảm giác. Làn da hắn trắng nõn, bạch đến một loại bệnh trạng trình độ, màu tóc cùng lông mi nhan sắc đều là thâm màu lá cọ. Truyền thuyết hắn có rất nhỏ chứng bạch tạng, trên người tóc gáy là màu bạc, tóc cùng lông mi muốn định kỳ nhuộm màu, nhưng là luôn luôn không có được chứng thực, có người giải thích nói là đánh chiếu sáng. Nhưng là của hắn nhan giá trị thật sự cao, lông mi thon dài, ánh mắt là thâm màu lá cọ. Xứng thượng như vậy Bạch Làng Gia thật sự có vẻ siêu cấp tinh xảo, lại thiếu niên cảm 10 phần. Loại hình này ở trước mắt vòng giải trí thật sự rất hiếm thấy. Hắn chỉ diễn nhất bộ phim truyền hình, kết quả nhất bộ kịch liền bạo phát hỏa, trong ngày thường thập phần lãnh đạm nam nghệ nhân, trong kịch cư nhiên sắm vai một gã vô lại vai nam chính, một điểm vi cùng cảm đều không có. Có ngang giá trị, có kỹ thuật diễn, bỗng chốc liền phát hỏa tháng này hề đồ phan đang chuẩn bị cấp hề đồ hướng thứ nhất đâu kết quả giang vân khai còn chưa có đánh quá lại bị tần nguyệt minh phản siêu hề đồ phan nhóm muốn tức chết rồi nguyệt của ta phan hảo có tài hoa a ngươi nghe này thanh âm nguyệt giọng nói tin tức giang vân khai nghe xong mấy lần liền nghe được aha lưỡng tự chính là gần nhất phát hỏa một đoạn hoạt bát nhân vật phối âm đặc biệt tao khí cái loại này giang vân khai lại không phục mở ra giọng nói. A ha! Sau kia cái CV còn tao. Sau một hồi, Tần Nguyệt Minh mới hồi phục, lần này cư nhiên hội phát biểu tình. Gút! jpg G! Chương 26 Tân Kịch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Du Thanh Nhi quả thực muốn điên rồi. Nàng tạp nàng cùng chung văn trong phòng gì đó, cùng loạn náo loạn một ngày. Làm sao ngươi bộ dạng này? ngươi có biết hay không ta bởi vì ngươi mặt đều mất hết. Ngươi vì sao muốn biên chuyện xưa ba hoa A, à, ngươi loại này chia tay sau đã nói bạn gái trước nói bậy nam nhân thật là kém cỏi thấu. Du Thanh Nhi tức giận đến gò má đỏ bừng, cả người đều ở phát trung, bởi vì tạp này nọ vận động quá độ, còn có chút xuyển. Là công ty an bày, ta chỉ là dựa theo công ty an bày đi làm. Hơn nữa, vào lúc ấy Tần Nguyệt Minh đều đã chết, ai biết nàng còn có thể rồi trở về. Du Thanh Nhi nghe không vào này, nàng mấy năm nay đều không có như vậy mất mặt quá. Vốn cho là bản thân là thụ hại giả, hiện tại đâu, tối mất mặt nhân cư nhiên thành nàng. Của nàng vị hôn phu lấy cỏ qua đời bạn gái trước nhiệt độ, còn biên chuyện xưa, trong clip đều là khoe ra, khoe khoan bộ dáng, hiện tại xem ra quả thực ghê tẩm. Báo ngày, hiện tại toàn võng đều đang công kích nàng. Tối ghê tẩm bạn trai trước án lệ, là của nàng vị hôn phu khiến người khác ghét nhất bạn trai trước hiện bạn gái án lệ là chính nàng bọn họ hai người đều thành điển hình chia tay đi ta tối không thể nhận ngươi người như vậy dù thanh nhi chịu đủ nàng không muốn lại chịu được thanh nhi ngươi hẳn là hiểu con người ta nhất ngươi có biết ta có nhiều khó chịu ta lúc trước là thật tưởng niệm nàng là ngươi theo giúp ta đi qua tối gian nan này không phải sao ta rời không được của ngươi Trung vanh chạy nhanh kéo lại du thanh nhi thủ khẩn cầu nàng không cần chia tay du thanh nhi nâng tay liền cho hắn một cái tác ta hiện tại chỉ cảm thấy ngươi dối trá ghê tởm không thể chia tay nếu hiện tại chia tay lời nói ta liền triệt để xong rồi cho nên ngươi vãn hồi ta chỉ là muốn nhường tình huống của ngươi không đến mức tệ nhất có phải là không ta là yêu của ngươi ta rời không được ngươi ngươi tha thứ ta được không được Ta cam đoan về sau đều toàn tâm toàn ý đối với ngươi, không sẽ làm ra cho ngươi thương tâm sự tình. Trung Văn nói được nước mắt giàn dụa, thậm chí quỳ xuống đến cầu Du Thanh Nhi. Ngươi làm cái gì vậy a? À? Du Thanh Nhi sụp đổ khóc lớn, phụ giúp Trung Văn làm cho hắn đứng lên, nhìn qua có chút do dự. Thanh Nhi, ngươi là của ta toàn bộ, ngươi có biết ta vĩnh viễn yêu ngươi? Ta là của ngươi, mệnh đều là của ngươi, ngươi tha thứ ta được không được? Du Thanh Nhi ngồi ở một bên khóc. Ngươi cút, làm cho ta một người yên tĩnh một chút. Không cần phát uây bố, cái gì đều không cần làm, phía ta bên này hội nghĩ biện pháp, được không được. Trung văn sợ Du Thanh Nhi xúc động dưới làm chuyện gì. Ta lại không ngốc. Trung văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rời khỏi phòng. Du Thanh Nhi ở trong phòng tĩnh tọa một hồi, thu được một cái vi tính. Vi tính ghi chú là Nam Kinh du lịch cố vấn, bất quá gửi đi nội dung là Khi bộ kịch vai nữ chính không diễn Du Thanh Nhi Không phải là đã xác định sao Hợp đồng đều ký A, chúng ta có thể khởi tố bọn họ vi ước Nam Kinh Du lịch cố vấn Ngươi còn ngại không đủ dọa người có phải là Du Thanh Nhi Ta lại không làm sai cái gì Nam Kinh Du lịch cố vấn Ngươi vốn liền trấn không được này nhân vật, toàn dựa vào ta ban ơn lấy lòng thêm đầu tư này bộ kịch. Hiện tại nháo thành như vậy, nhân gia không cần ngươi cũng đang thường. Du Thanh Nhi Chẳng lẽ bọn họ muốn đi một lần nữa tìm Tần Nguyệt Minh sao? Nam Kinh du lịch cố vấn Nàng quả thật có thể chịu đựng được này bộ kịch, hiện tại kịch phương muốn ăn nói khép nép đi cầu cửu vũ giải trí. Du Thanh Nhi Không có khác biện pháp sao? Nam Kinh du lịch cố vấn ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi lại làm cái gì? Nàng không đủ tư cách. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến đối diện người kia, nói chuyện thời điểm đều ở cố nén tức giận. Trong lòng lại bắt đầu mắng chung văn, đều là hắn tên hỗn đảng này chọc sự tình, kết quả hại nàng. Không có trở thành của nàng khôi giáp, ngược lại thành của nàng uy hiếp. Nghĩ đến cuối cùng đắc ý cư nhiên là Tần Nguyệt Minh, Du Thanh Nhi hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng có loại khó có thể ngôn nói cảm xúc ở lan tràn, nàng tự hồ là theo nhìn đến chung vanh như vậy yêu Tần Nguyệt Minh sau bắt đầu chán ghét Tần Nguyệt Minh. Hiện tại Tần Nguyệt Minh đã trở lại, như vậy ngăn nắp, lại khiến cho bọn họ như vậy. Làm sao có thể không hận? Du Thanh Nhi Có thể an bày lộ đoá toán cùng Tần Nguyệt Minh cùng nhau tiến tổ sao? Nam Kinh Du Lịch Cố Vấn Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Du Thanh Nhi ta chỉ là tò mò, bọn họ ai sẽ nguyện ý buông tha cho cơ hội. Lộ Đoá toán đừng nhìn có chân nhân tú nhân khí ở, nhưng là ảnh coi là phẩm rất ít, bởi vì của nàng kỹ thuật diễn thật sự không tốt lắm. Mỗi lần tác phẩm xuất ra đều sẽ bị công kích kỹ thuật diễn không bằng Tần Nguyệt Minh, kịch tổ cũng không đồng ý tìm nàng đến quay phim, thật sự là còn chưa có khởi động máy, sẽ bị bầu thành lãng phí. Du Thanh Nhi xem như mang tư tiếng tổ, nhưng là vì gần nhất chuyện này ảnh hưởng vốn sẽ không rất muốn dùng nàng, hiện tại tìm một cơ hội sẽ không nhường Du Thanh Nhi diễn. Đầu tư nhân cũng không thể lại làm cái gì. Du Thanh Nhi còn không đủ tư cách, nhưng vị này đại lão không nể mặt mặt hỗ trợ cầu người. Nhưng là an bày lộ đoá toán đi vào làm long sáo vẫn là có thể. Khiến cho lộ đoá toán cùng Tần Nguyệt Minh ở kịch tổ lý cho nhau chán ghét đi thôi, hơn nữa, lộ đoá toán sẽ không như vậy thành thật. Thu được kịch tổ tin tức khi, Lưu Sang chính mang theo Tần Nguyệt Minh tới tham gia một cái bữa ăn. Bọn họ gần nhất sao định rồi một cái đô thị luyến ái phim truyền hình, hôm nay liền muốn cùng sản xuất nhân, đạo diễn, đầu tư thương đám người cùng nhau ăn cơm, gặp một mặt, xem như một loại xã giao. Này kịch tổ là thập phần xem trọng Tần Nguyệt Minh, đối Lưu Sang cũng thập phần khách khí, này nhân vật cơ bản là như đinh đóng cột. Bọn họ đến khách sạn sau, đi vào dự định phòng liền nhìn đến còn có khác nhân. Tần Nguyệt Minh đi theo Lưu Sang vào cửa sau liền nhìn đến hề đồ, khi ánh mắt thật sự là rất có đặc điểm, bị hề đồ nhìn thoáng qua Tần Nguyệt Minh liền theo bản năng động tác một chút, tiếp theo đối hắn mỉm cười. Hề đồ đối nàng gật gật đầu ý bảo, xem như vấn an, lại không có cái khác hành động. Hề đồ người đại diện là một cái ục ịch tử, vào phòng sau cởi áo khoác, mặc tay áo dài vệ y, đi tới cùng Lưu Sang bắt tay thời điểm, thủ đoạn lậu ra nhất tiệc hình xăm đến. Lưu Tổng lần này chúng ta nhưng là muốn hợp tác rồi. cục ịch tử cười lớn nói. Nhĩ hảo nhĩ hảo. Lưu Sang không nhớ kỹ vị này gọi cái gì, vì thế chỉ là thân cận hỏi hảo. Lưu Tổng tự mình mang nghệ nhân. Đúng, ta còn là sáng 9 chiều năm cùng Tần Nguyệt Minh người đại diện. Đều là cao nhất lưu lượng. Chúng ta Nguyệt Minh phải đi thực lực lộ tuyến. cục ịch tử chạy nhanh sửa miệng. Là là là, Tần lão sư là lão tiền bối, hợp tác thời điểm mang theo chúng ta đồ đồ. Nghe được đồ đồ này xưng hô, hề đồ kinh ho một tiếng. Có một trong phim hoạt hình, một cái hoạt bát nhân vật kêu đại lỗ tai đồ đồ, hắn cũng rất kháng cự này xưng hô. Nhưng là người đại diện không quản của hắn nho nhỏ kháng nghị, tiếp tục tích cực xã giao. Hề đồ công ty không tính đại lão, hề đồ có thể như vậy bạo hồng bọn họ cũng là thập phần ngoài ý muốn. Vị này ục ịch tử làm hề đồ người đại diện cũng là phi thường nỗ lực, tích cực vì hắn liên hệ tốt nhất tài nguyên. Giống Cửu Vũ giải trí đi lại đàm này bộ kịch, bọn họ liền phi thường bình tĩnh, dù sao cũng là đầu tư hình công ty, kịch phương đều muốn nịnh bợ Cửu Vũ giải trí. Nhưng là bọn hắn công ty tiểu a, liền bay ra như vậy một cái phượng hoàng đến, lo lắng hơi chút không đủ. Lưu Sang cùng Tần Nguyệt Minh giới thiệu kịch phương nhân, Tần Nguyệt Minh toàn bộ quá trình thoải mái nhưng là nói không nhiều lắm, cái khác đều giao cho Lưu Sang. Có người hỏi nàng vấn đề, nàng mới có thể trả lời vài câu. Lưu Sang ngồi xuống sau nhìn nhìn hề đồ, tiếp theo cảm thán: nếu diễn viên chính là này hai vị lời nói, kia này bộ kịch nhan giá trị thật là hết lời để nói. đúng đúng, nhân khí lưu lượng đều là số một số hai. Cục kịch tử lập tức nói tiếp. Hề đồ tưởng bắt nhân vật, liền muốn lần nữa cường điệu hề đồ hiện tại nhân khí còn có chính là thứ nhất bộ diễn bên trong kỹ thuật diễn biểu hiện, cho nên tìm được câu chuyện, liền chạy nhanh tiếp một câu. Ngài họ gì? Lưu Sang hỏi ục ịch tử. Ục ịch tử thế này mới nhớ tới bản thân quên tự giới thiệu, lập tức nói. Ta gọi Trương Đạt Quần. Nga. Kịch Phương coi như là có thành ý, sản xuất nhân khách khách khí khí nói. Đã chúng ta đều gom lại cùng nhau, không bằng liền nói chuyện chút đương kỳ vấn đề, còn có các ngươi xem qua kịch bản sao? Luôn luôn trầm mặt Tần Nguyệt Minh đột nhiên mở miệng. Có thể sửa kịch bản sao? Nói xong, theo trong bao lấy ra kịch bản đến. Kịch bản Tần Nguyệt Minh toàn bộ đều xem qua, còn tại nàng cảm thấy có nghi vấn địa phương dùng màu sắc rực rỡ bút họa xuất ra, trước tìm được đệ một chỗ nói. Nơi này vai nữ chính xử lý sự tình phương thức, có chút không phù hợp nhân thiết. Kịch phương vài vị nhân viên đều sửng sốt, này đi vào chính đề. Lưu Sang lập tức ho khang một chút. Không nóng nảy nói này. Kết quả hề đồ đã ở đồng thời lấy ra kịch bản. Kịch bản lý quả thật còn có vấn đề, ta đang nhìn kịch bản thời điểm tra xét một chút, rất nhiều địa phương tựa hồ không phù hợp này ngành nghề thường thức. Trương Đạt quần chạy nhanh túng túng hề đồ tay áo, nhắc nhở hắn im miệng, hề đồ kỳ quái xem hắn, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ta cố ý đến hỏi giáo sư, sửa chữa địa phương cam đoan là chính xác đạo diễn nhìn đến bọn họ lưỡng đều kinh ngạc ngay sau đó nở nụ cười nhị vị đây là đều nghiêm cẩn nghiên cứu quá kịch bản a rất tốt rất tốt đạo diễn phỏng chừng là thường xuyên ở kịch tổ gió thổi ngày phơi là cái gầy trung niên nam nhân làn da ngâm đen trên mặt nếp nhăn rất nhiều cười thời điểm liền có vẻ nha đặc biệt bạch tần nguyệt minh quay đầu nhìn hề đồ ngươi ngay cả phương diện này đều nghiên cứu a hề đồ thành thật trả lời cũng không có công tác làm liền nghiêm cẩn nhìn kịch bản trương đạt quần chạy nhanh giải thích chính là tuyển kịch bản phi thường cẩn thận cũng không phải hoàn toàn không có công tác lưu sang cũng lý giải đúng hắn hiện tại tuyển kịch bản cùng chuyển được cáo quả thật muốn cẩn thận không nghĩ qua là các ngươi hội chậm trễ hắn hoặc là định vị sai phương hướng trương đạt quần hãng đều chảy ra dùng khăn tay lau mồ hôi nhỏ giọng nói cho Hề Đồ. Kịch bản chúng ta ở sau đó mới cẩn thận tán gẫu. Nga, hảo. Hề Đồ cũng là nhìn đến Tần Nguyệt Minh xuất ra kịch bản, hắn mới lấy ra. Đạo diễn cười nói: "Không cần cẩn thận như vậy, không quy củ nhiều như vậy, nhìn đến các ngươi như vậy nghiêm cẩn xem qua kịch bản ta cũng rất vui vẻ. Chúng ta ước ở trong này, cũng chính là tưởng ở thoải mái bầu không khí hạ tán gẫu một chút nhị vị đương kỳ vấn đề." thật muốn là không có thành ý, cũng sẽ không thể nhường nhị vị gặp mặt. Lưu Sang cùng Trương Đạt Quần nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có điểm muốn cười. Hề đồ thật nhàn. Tần Nguyệt Minh cũng nhàn. Đương kỳ thôi. Vì thời điểm đều được. Bất quá bọn họ vẫn là một bộ nghiêm trang nói chuyện một chút đương kỳ vấn đề. Trương Đạt Quần nói. Chúng ta đồ đồ sau hội làm nhất đương tống nghệ cố định khách quý, ngày biểu ở trong này, sai khai này ngày là được rồi. Lưu Sang lấy ngày sau kỳ biểu nhìn nhìn, nhịn không được kinh ngạc, tiếp theo xuất ra Tần Nguyệt Minh ngày biểu đối chiếu, hoàn toàn giống nhau như đúc. Trương Đạt Quần thấy được cũng thập phần kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Sẽ không phải là... Dị nghe thấy. Lưu Sang nói mấu chốt tự. Là một cái. Trương Đạt Quần nhỏ giọng nói. Thế nào? Hai người đều sẽ là một cái chân nhân tú cố định khách quý sản xuất nhân hỏi. Nếu lợi dụng tốt lắm, quả thực thiếu tuyên truyền, thiên thời địa lợi cùng người cùng. Tần Nguyệt Minh cùng hề đồ đối diện, lại cho nhau vấn an. Hề đồ. Tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Tần Nguyệt Minh. Ừ ừ, nhĩ hảo. Chương 27. Thần kỳ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Này bộ kịch đương kỳ định phi thường thuận lợi, bởi vì hai người thời gian hoàn toàn hợp phách thậm chí ngay cả thu chân nhân tú đều có thể đồng hành bọn họ hai người đi quay chụp chân nhân tú thời gian có thể chụp phối hợp diễn diễn trừ nhân vật chính ngoại sở hữu diễn phân đều sẽ tập trung ở mấy ngày nay khi đến trương đạt quần còn có điểm không yên định hoàng đương kỳ trong lòng hắn cho dù là kiên định một khi cao hứng liền uống có chút nhiều vòng giải trí này loại xã giao phi thường thông thường liền ngay cả phim truyền hình quay chụp trên đường đi theo đài truyền hình trao đổi thời điểm tần nguyệt minh cùng hề đồ đều không thể thiếu đi xã giao tần nguyệt minh cùng hề đồ ở xã giao phương diện này tự hồ đều không am hiểu cho nên bọn họ hai người luôn luôn tại ăn cái gì ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng chỉ là mỉm cười lễ phép trả lời vấn đề sợ tần nguyệt minh hiểu lầm bọn họ bọn họ ban đầu cũng chưa cùng tần nguyệt minh kính rượu tần nguyệt minh bản thân ngã một ly uống rượu ăn cơm ngồi ở nàng cách đó không xa hề đồ còn lại là ở uống sơn tra đồ uống, hơn nữa nhìn ra được hắn ăn chay, một nguồn món ăn mặn đều không có ăn. Tần Nguyệt Minh không hỏi nhiều, cho đến khi đạo diễn hỏi nàng. Ngươi tự hồ tử lượng không sai. Nàng cười cười trả lời. Có thể uống một ít. Này sau đại gia mới bắt đầu cùng Tần Nguyệt Minh kính rượu nói chuyện với nhau, ở 50 phút sau trừ bỏ Tần Nguyệt Minh ngoại, toàn bàn chỉ có hề đồ một cái còn có thể tọa ổn tần nguyệt minh cũng uống không ít bia rượu đỏ rượu đế đều uống lên như trước không có bất kỳ vấn đề gặp hề đồ khiếp sợ xem nàng còn có hứng thú hỏi ngươi cũng xem kịch bản chúng ta có thể tán gẫu một chút nga hảo hề đồ lại lấy ra kịch bản đến tần nguyệt minh uống ngã những người khác sau vậy mà bình thản ung dung theo hề đồ tán gẫu nổi lên kịch bản đến sản xuất nhân rõ ràng đang ngủ phát ra tiếng vù vù có chút giống cứ đầu gỗ thanh âm phi thường có trình tự cảm lưu sang còn lại là cùng đạo diễn trương đạt quần ngồi ở trên một bên sofa vung nói ngọng trò chuyện cái gì đọc nhấn rõ từng chữ không rõ vậy mà cũng tán gẫu đi xuống vì có thể tin tưởng nói chuyện với nhau tần nguyệt minh ngồi ở hề đồ bên người đến gần rồi liền nghe thấy được tần nguyệt minh trên người dày đặt mùi rượu nếu ngươi cảm thấy thối chúng ta đã đi xuống thứ tán gẫu Tần Nguyệt Minh tự hồ nhìn ra hề đồ không được tự nhiên. Hề đồ lắc lắc đầu trả lời. Không cần, dù sao nửa khắc hơn hội đi không xong cũng không này hắn sự tình làm. Hai người hàng huyên một hồi, Tần Nguyệt Minh ngạc nhiên phát hiện vị này người mới còn rất có ý tưởng, cho nàng mở ra rất nhiều loại ý nghĩ. Nàng nhịn không được khen. Ngươi rất lợi hại ai? Hề đồ nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, tiếp theo mỉm cười. Cảm tạ hề đồ ánh mắt mau nhung nhung. Đây là Tần Nguyệt Minh lúc này ý tưởng, lông mi nồng đậm lại thon dài cuốn kiều, nhưng nàng hoài nghi hề đồ ở trên lông mi động cái gì tay chân. Như vậy tinh xảo thiếu niên bộ dáng, tự hồ càng tự hồ diễn thần thoại chuyện xưa, diễn bên trong tiểu vương tử. Chúng ta lại thêm một tốt hữu đi, chúng ta có chuyện tùy thời khơi thông. Tần Nguyệt Minh theo trong bao xuất ra giấy cùng bút, viết xuống bản thân dãy số, sau khi trở về ta thông qua hề đồ tiếp nhận giấy nga một tiếng tần nguyệt minh đứng dậy gọi tới lưu sang lái xe đi lại khi nhân rời đi nguyên bản túy không được lưu sang lên xe uống lên một ly cái gì vậy sao khoảng một hồi thần thì tốt rồi rất nhiều nguyên lai like ngươi như vậy có thể uống sớm biết rằng ta liền cho ngươi trực tiếp thượng ta hiện tại đau đầu lưu sang như trước cảm thấy khó chịu ngươi cũng không hỏi ta a à. nói chính sự vừa rồi ta thu được tin tức, không lập tức cùng ngươi nói. Lưu Sang nói xong, lấy ra di động lại nhìn thoáng qua tin tức, Thượng quan Nguyễn Nhi kia bộ kịch lại đến liên hệ ngươi, tự hồ vẫn là hy vọng ngươi tới diễn, ngươi là cái gì ý tưởng. Tần Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe. Lưu Sang bên trong xe bộ là độc đáo ghế ngồi, nàng có thể cùng Lưu Sang mặt đối mặt, trung gian còn để vài cái kịch bản. Nàng nghĩ nghĩ sau hỏi Lưu Sang. Lấy ánh mắt ngươi đến xem, này bộ kịch thế nào? Đại chế tác, đoàn đội thượng khả, đạo diễn phía trước tác phẩm đều là điện ảnh, lần đầu tiên quay chụp phim truyền hình, nhưng là bọn hắn phía trước thật sự rất làm cho ta tức giận. Dù Thanh Nhi phía sau bối cảnh đầu tư này bộ kịch, cho nên người kia sẽ là đầu tư phương, triệt tư hoàn hảo, chúng ta còn có thể biết đối phương là ai. Nếu không triệt tư ta đi diễn, nói không chừng sẽ bị khó xử, hoặc là an bày cái khác ngoài ý muốn kinh hỉ chờ ta tần nguyệt minh tùy tiện suy nghĩ một chút sẽ là như thế này vậy không diễn không cần thiết chịu cái kia ủy khuất nhưng là nếu ta đem này bộ kịch diễn tốt lắm ngày sau danh tiếng không sai du thanh nhi nói không chừng hội càng tâm tắc hơn nữa không cần phải bởi vì cá nhân lo lắng buông tha cho nhất bộ hảo kịch lưu sang nháo không rõ hỏi kia chúng ta đề điểm cao yêu cầu cho bọn hắn một hạ mã uy làm cho bọn họ cũng đủ coi trọng ngươi. Tần Nguyệt Minh lắc lắc đầu. Ấn Nguyên Lai yêu cầu cùng phiến thù đến, nhưng là, muốn lại thêm một điều phối hợp của ta đương kỳ. Lưu Sang nghĩ nghĩ sau nở nụ cười. Nếu bọn họ an bày cái gì, ngươi vào ngày hôm đó không đi. Đúng. Có thể, lời như vậy bọn họ cũng cự tuyệt không xong. Ta được nhanh hơn tiến hành chứng minh thư, rất nhanh sẽ muốn nơi nơi bay đi công tác tần nguyệt minh có chút buồn rầu ân ta hỗ trợ hỏi một chút tần nguyệt minh trở về trong nhà rửa mặt xong tất lấy ra di động xem xét phát hiện cũng không có bạn tốt xin nàng cử di động nghĩ nghĩ là không phải là mình chủ động thêm nam hài tử vi tính không tốt lắm có phải là ở thời đại này thêm vi tính có cái gì cái khác thâm trình tự hàm nghĩa nàng chủ động thêm hề đồ vi tính liền có vẻ lỗ mãn nàng thở dài một hơi làm không hiểu a à làm không hiểu. Bất quá nàng rất nhanh sẽ không thèm để ý, tiếp tục nhìn kịch bản. Hiện tại nàng đã sao định rồi hai cái phim truyền hình kịch bản, coi như là có việc phạm. Ngày thứ hai nàng là bị tin tức đánh thức, di động vi tính linh vang, nàng là từ kịch bản phía dưới lục ra di động. Khó trách ngày hôm qua ngủ đặc biệt không thoải mái, nàng nằm ở kịch bản thượng đang ngủ, khó chịu cho nàng nghe răng trợn mắt phiên một cái thân mở ra di động lưu sang phát đến tin tức ngày mai đi cùng hồ đạo diễn ký hợp đồng tần nguyệt minh lập tức nhảy dựng lên hưng phấn thật nàng chính cao hứng đâu lại thu được một cái tin tức nàng chạy nhanh lấy ra di động xem ta ca hát rất dễ nghe vượt qua ta người minh tinh thế lực bản thứ nhất nàng cùng giang vân khai đều là một nhà công ty lại nhắc đến giang vân khai cũng là công ty đại cổ đông chi nhất nàng đối giang vân khai cũng không giấu giếm phát đi qua giọng nói nói. Ta bắt cái kia nhân vật. Chính là hồ đạo diễn tân diễn vai nữ chính. Giang Vân Khai phát đi lại giọng nói. a à, không sai a à, đây là vài món chuyện tốt cùng nhau đến. Nguyệt. Đúng, hai bộ phim truyền hình cùng nhất bộ điện ảnh, còn có nhất bộ chân nhân tú, vẻn vẹn 7 tháng công tác an bày đầy. Có công tác còn có cảm giác an toàn, cảm thấy bản thân có thu vào, có thể nhiều còn điểm tiền. Nói thật, hiện tại phiến thù thật sự so với ta năm ấy cao hơn, phiên rất nhiều lần, làm cho ta cảm thấy ta trước khi chết nói không chừng có thể trả hết tiền, không sẽ ảnh hưởng đến của ta hậu thế. Ta ca hát rất dễ nghe. Làm sao ngươi không nhìn xem giá phòng đâu? Nguyệt. Ta hiện tại siêu hưng phấn. Ta ca hát rất dễ nghe. Ân, ừ, nghe ra đến đây. Tiếp theo là cười khẽ thanh, có chút tô. Sau đó Giang Vân Khai bắt đầu phát giọng nói ca hát, hát là, ngày lành, nghe xong Tần Nguyệt Minh liền tỉnh táo lại. Giang Vân Khai quả nhiên không quá bình thường. Của nàng sửa chữa di động vang lên tiếng chuông, nàng lấy tới đón thông sau, bị thông tri cần bản nhân hồi Quảng Đông tiến hành thủ tục, tài năng tiến hành bước tiếp theo. Nàng bỗng chốc liền mông. Nàng hiện ở thân phận chứng quá thời hạn, không có biện pháp mua vé máy bay, không qua được an kiểm. Xảy ra chuyện thời điểm nàng ở Bắc Kinh, khoảng cách lão gia vẫn là khá xa, xe lửa cùng máy bay đều cửi không xong, lái xe tuyệt đối hội yếu nửa cái mạng. Tần Nguyệt Minh lấy di động phát sầu, mở ra Giang Vân Khai giọng nói, phát hiện Giang Vân Khai đã bắt đầu hát, vận may đến. Nàng phát giọng nói đem sự tình vừa rồi nói, Giang Vân Khai như trước là tùy tiện bộ dáng. Bao lớn điểm sự a, à, ta giúp ngươi hỏi một chút máy bay, xong xuôi sau trở về phải mời ta ăn ma tiểu a. Nguyệt. Ngươi là nhận thức hàng không công ty nhân có thể đem ta sao đi qua sao? Còn có ma tiểu là. Ta ca hát rất dễ nghe. Ma là tiểu Tôm Hùng. Tần Nguyệt Minh ở có nợ sau rất keo kiệt. Nhưng là nhân gia hỗ trợ, nàng khẳng định hội thỉnh ăn cơm, phía trước còn khiếm Giang Vân Khai nhân tình đâu. Nguyệt. Có thể a. À. Ta ca hát rất dễ nghe. Có tin tức ta nói cho ngươi. Ngày thứ hai buổi chiều, Tần Nguyệt Minh cùng Yêu Nhi, tâm tâm đi lên gian gia tư nhân máy bay. Ngồi ở trên máy bay Tần Nguyệt Minh mới cảm thấy có như vậy điểm chân thật cảm. Giang Vân Khai còn tại kịch tổ quay phim, an bày trong nhà mình tư nhân máy bay đưa Tần Nguyệt Minh hồi đi tiến hành thủ tục, chờ Tần Nguyệt Minh tiến hành xong rồi, còn có thể đưa Tần Nguyệt Minh trở về. Như vậy sẽ không cần điều về. Nàng tọa ở chỗ ngồi thường, trong lòng còn tại không yên, cái này cần thỉnh mấy đốn ma lạc tiểu tôm hùng tài năng đem nhân tình hoàn trả đến nhưng tần nguyệt minh khiếp sợ là tư nhân máy bay còn có chuyên chúc tiếp viên hàng không hơn nữa chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn tần nguyệt minh nhìn đến đưa lên đến vịt bột sau liền nở nụ cười này nhất định là giang vân khai đặc thù giao đãi chờ tiếp viên hàng không đi rồi yêu nhi mới nhịn không được hỏi tần nguyệt minh minh tỷ ngươi nếu cùng giang ca có chút cái gì? Trước tiên nói với ta a, à, ta sợ ta không có nhãn lực gặp. Tần Nguyệt Minh chạy nhanh lắc đầu. Không thể nào, Giang Vân Khai chính là một cái vui với trợ nhân hảo nhân. Giang Vân Khai vui với trợ nhân. Giang Vân Khai chỉ vui với trợ nhĩ hảo đi. Yêu Nhi thật là không biết nên làm cái gì bây giờ, trong lòng âm thầm không yên, này nếu vừa cùng nghệ nhân liền luyến ái, khổ là bọn hắn này đang đánh yểm trợ. Tâm tâm nhưng là thờ ơ. Thừa dịp yêu nhi sầu mi khổ kiểm thời điểm vụn trộn ở tư nhân trên máy bay tự vỗ mấy trương yêu nhi ở nàng tự chụp hoàng nhắc nhở tuyệt đối không nên công khai ảnh chụp bằng không giải thích không rõ tâm tâm thế này mới phản ứng đi lại chạy nhanh gật đầu bọn họ làm tần nguyệt minh đoàn đội thành viên công tác thời gian đợi cái gì cảnh tượng cũng sẽ bị bái vạn nhất thành tần nguyệt minh cùng giang vân khai tình cảm lưu luyến thực chù y sẽ không tốt lắm tâm tâm chạy nhanh cắt bỏ ảnh chụp đến địa phương thủ tục tiến hành còn rất thuận lợi bên này để trình rảnh tay tục xét duyệt xong sau phải đi chụp ảnh nói là nhanh hơn lời nói nửa tháng nội có thể đem chứng minh thư gửi qua bưu điện đi qua nàng lại cầm đặc thù thủ tục đi đổi mới bản thân hộ chiếu có yêu nhi giúp nàng chạy tiền chạy sau tiến hành còn rất thuận lợi lúc trở về thái tư dư cũng đi theo đến đây cọ tần nguyệt minh ngồi máy bay trở về ngồi ở trên máy bay Thái Tư Dư còn nhịn không được cảm thán. Giang gia quả thật rất có thực lực a. À. Nguyên bản ta suy nghĩ, Giang Vân Khai là một cái không bớt lo nghệ nhân, bên người còn đi theo việc bảo như vậy một cái không quá thông minh trợ lý, cửu vũ giải trí là nghĩ như thế nào đâu. Sau này phát hiện cửu vũ giải trí chính là có tiền, bọn họ bởi vì Giang Vân Khai lão bị hắt, mua hai nhà công ty Pia. Thái Tư Dư nghe xong cười to này công ty thật là có tiền tùy hứng. Trở về trong nhà sau, Thái Tư Dư trực tiếp đi Tần Nguyệt Minh công ty, cùng Lưu Sang nói chuyện hợp tác. Lưu Sang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Tư Dư, nói với Thái Tư Dư chân nhân tú sự tình đàm thỏa, bất quá phí dụng là toàn tổ thấp nhất, Thái Tư Dư cũng không có bất kỳ ý kiến, toàn bộ đều đồng ý. Tiếp theo bắt đầu cùng Lưu Sang nói chuyện hợp tác. Nói là tầng dạ đình phòng làm việc sự tình lưu sang kỳ sơ còn nghe được nghe nghiêm cẩn sau này càng nghe càng giật mình biểu cảm cực kỳ giống người da đen dấu chấm hỏi biểu cảm bao Tần gia đình với ngươi không ký của ta công ty tưởng bản thân sáng tạo phòng làm việc phòng làm việc trực thuộc chúng ta công ty sau đó phòng làm việc làm công nơi chúng ta cung cấp nhân viên công tác khác chúng ta hỗ trợ thông báo tuyển dụng thu vào còn chưa có phân chúng ta bao nhiêu chúng ta vì sao muốn đồng ý tay không bộ bạch sói thái tư dư mỉm cười nói này không phải là đang nói thôi ta thoạt nhìn rất giống ngốc tử sao thái tư dư chạy nhanh lắc đầu anh minh thần võ này đó yêu cầu quá đáng a à. lưu sang tức giận đến dùng ngón tay trạc mặt bàn thái tư dư bắt đầu nhượng bộ bọn họ điều kiện một điểm một điểm nhượng bộ lưu sang dần dần cảm thấy hợp lý kỳ thực thái tư dư có chút tiểu thông minh nếu trực tiếp đưa ra một cái yêu cầu Lưu Sang khẳng định hội phủ quyết. Vậy trước quá đáng một điểm, Lưu Sang ngược lại cảm thấy nàng sau này nói có thể. Thật giống như Lỗ Tấn nói. Mọi người tổng thích điều hòa chiếc trung, thí dụ như ngươi nói, này phòng ở quá mờ, tu ở trong này khai một cái cửa sổ, đại gia nhất định không cho phép. Nhưng nếu ngươi chủ trương dở xuống nóc nhà bọn họ sẽ đến điều hòa, nguyện ý mở cửa sổ. Tần giả đình bề bộn nhiều việc, phòng làm việc sự tình liền giao cho thái tư dư đến xử lý thái tư dư mấy năm nay cũng có chút kinh thương kinh nghiệm làm việc này coi như là dựa vào phổ bọn họ có thể tìm được đại chỗ dựa vững chắc chính là không quá thông minh lưu sang lưu sang đâu tự nhiên cũng là do dự thiếu tần gia đình này lão tặc làm giang vân khai đối gia kia thật là hắn mấy năm nay đều muốn làm việc lưu sang tỏ vẻ lo lắng một chút thái tư dư mới vừa lòng rời đi buổi tối Tần Nguyệt Minh bọn họ lái xe đi Giang Vân khai kịch tổ chỗ thành thị. Tần Nguyệt Minh đến trong phòng mới tá rất khẩu trang, cầm thực đơn xem, nhỏ giọng than thở. Như vậy quý A. Giang Vân khai như vậy tao khí nhân, có thể coi trọng cửa nhỏ mặt sao. Chỉ có thể tìm một giống dạng khách sạn. Thái Tư Dư nhìn đến Tần Nguyệt Minh keo kiệt bộ dáng, nhìn không được châm chọc. Biết. Tần Nguyệt Minh đem thực đơn đặt ở một bên, tính toán Giang Vân Khai đi lại sau gọi món ăn. Giang Vân Khai cùng Chu Nhược Sơn là cùng đi đến, tiến vào sau cùng nhau kêu nàng. Thân ca. Này trận trận cấp Thái Tư Dư liền phát hoảng. Vị này là Thái Tỷ đi. Giang Vân Khai hỏi Thái Tư Dư, hai người bọn họ quả thật không biết. Khách khí, bảo ta Tư Dư là được. Trong vòng luẩn quẩn mọi người như vậy kêu nàng. Đừng, tên giống một loại xe phẩm bài, vẫn là kêu tỷ đi. Giang Vân Khai nói xong ngồi xuống, trả lời tuyệt không khách khí. Giang Vân Khai chưa bao giờ như vậy kêu nữ tính, hoặc là tôn xưng, hoặc là tên đầy đủ. Thái Tư Dư đối vị này gia tỳ khí lược có nghe thấy, cho nên không để ý, Chu Nhược Sơn cũng cùng vấn an. Tư Dư tỷ, ta hồi nhỏ xem qua của ngươi tống nghệ. Thái Tư Dư tiếp tục cười. Này hai cái hài tử cũng không rất nhận người thích. Giang Vân Khai cầm thực đơn gọi món ăn, thật đúng sẽ không khách khí. Chờ tiểu tôn hùng đưa lên đây, Giang Vân khai hướng Tần Nguyệt Minh trước mặt đẩy. Ta giúp ngươi, ngươi có phải là cho ta bác tôm sát? Tần Nguyệt Minh cũng không cự tuyệt, đội bao tay bác tôm sát, bất quá không quá thuần thục, nửa ngày bắt một cái, có còn nát. Bổn A. À. Giang Vân khai nhìn không được, đội bao tay bắt đầu bác tôm sát. Không bao lâu Tần Nguyệt Minh trước mặt liền đôi một đống tôm bóc vỏ, xem không, như vậy bác mau, ngươi này thủ pháp thật là vừa ăn một bên đói. Chương 28 Bắt đầu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giang Vân Khai vừa thấy liền thường xuyên ăn ma lạc tiểu tôm hùng, bác tôm có bản thân một bộ phương pháp dường như, tốc độ mau, bác xuất ra vẫn là hết thảy tôm bóc vỏ. Hắn bác hoàng một cái, liền hướng tần nguyệt minh trong đĩa quăng một cái, động tác vài vị tiêu sái, còn mang theo điểm ghét bỏ, khi bộ dáng phản phất đang nhìn một cái cặn bã còn có chút tiểu đắc sắc tần nguyệt minh ăn được còn rất vui vẻ nhìn không được khen siêu ăn ngon ai ta nhất đoán ngươi có thể thích ăn thích ăn vịt bột phỏng chừng cũng đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú giang vân khai kiều chân bắt chéo cả người khí chất đều là kiệt ngạo bất tuân bắt cái tôn xác còn mang theo một cổ thế giới đều kiếm ta 500 vạn tư thế hắn tóc xem như trưởng đỉnh đầu tóc long đứng lên đâm một cái nhăn, sau cổ tóc cũng là thiếp da đầu thước xếp, cơ hồ có thể nhìn đến da đầu. Tần Nguyệt Minh ăn tiểu tôn hùng thời điểm nhìn Giang Vân Khai kiểu tóc vài lần, hỏi. Rất mát mẻ đi. Giang Vân Khai không phản ứng đi lại, nhìn đến nàng đang nhìn bản thân tóc mới nói. Biểu diễn hội di lưu vấn đề. Nói xong cùng Tần Nguyệt Minh giảng giải tóc bản thân hình, chính là mặt trên dài, bình thường tán xuống dưới còn có thể chụp phim truyền hình bên trong thế thành như vậy liền có vẻ rất triều biểu diễn hội thời điểm làm kiểu tóc vì sao kêu di lưu vấn đề đâu giang vân khai quay đầu cấp tần nguyệt minh xem bản thân cái óc đầu phát triển dài quá sau ngay tại cái óc chi lăng đi lên nơi này luôn là có nhất dúng tóc đặc biệt nan hầu hạ không phục khó chịu sắp chải tóc keo xịt tóc các loại đều chế không phục nó rõ ràng lại cấp thế tần nguyệt minh nghe xong nỗ lực lý giải tiếp theo nghiêm cẩn nói ta có thể nghe hiểu đại khái ý tứ. Giang Vân Khai thế này mới phản ứng đi lại, hỏi. Nghe không hiểu phương ngôn là đi. Cá biệt từ không hiểu là có ý tứ gì. Giang Vân Khai xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Nhược Sơn. Ta vừa rồi câu nói kia có cái gì phương ngôn sao? Ta bản thân phát hiện không xong. Chi lăng đi. Chu Nhược Sơn cũng ăn tiểu tôm hùng trả lời, ăn được hồng hộc, cảm thấy lạc vẫn còn là dừng không được đến. Chi lăng này từ thế nào giải thích đâu? Giang Vân Khai dừng lại động tác bắt đầu suy xét, chính là Đứng thẳng Kiên đỉnh Tóc kiều đi lên Giải thích Hoàng tiếp tục bắt tôm, sau đó quan cấp Tần Nguyệt Minh, bản thân nhưng là còn chưa có bắt đầu ăn đâu Ngươi không ăn sao? Tần Nguyệt Minh hỏi hắn Ngươi ăn trước no đi, ta bản thân bắt thời điểm vừa ăn biên bát, bao tay đụng tới miệng đều Giang Vân Khai nói xong lại kể lễ Tần Nguyệt Minh, bằng không ta tọa ngươi bên cạnh nhìn ngươi ăn lo lắng suông, không bằng trực tiếp bắt đầu đâu. Cảm ơn. Tần Nguyệt Minh khách khách khí khí nói. Thái Tư Dư ngồi ở vừa ăn cá nướng, không tham cùng bọn họ tiểu tôm hùng đội ngũ, ăn được cũng rất vui vẻ. Giang Vân Khai cuối cùng là theo Thái Tư Dư tán gẫu. Cái kia chân nhân tú ngươi đi sao? Đi, đã xác định. Thái Tư Dư trả lời. Tần Nguyệt Minh đột nhiên nói: cố định khách quý còn có hề đồ, chúng ta đàm đương kỳ thời điểm bại lộ. Giang Vân khai nga một tiếng, tiếp một tổ rất có thực lực a, à, nghe nói là sáu cái cố định khách quý, không biết hai người khác là ai. Hiện tại đang lúc hồng lưu lượng tiểu sinh xin mời hai vị, hơn nữa Tần Nguyệt Minh đề tài này nhân vật, Thái Tư Dư loại này tống nghệ cảm rất mạnh nhân đội hình coi như là không sai. Rất nhanh sẽ có thể biết, không phải là muốn khởi động máy sao? Tần Nguyệt Minh ăn tiểu tôn hùng nói. Chu Nhược Sơn đi theo nói. Công ty an bày hai người đi ý tứ chính là, nhường một cá nhân chiếu cố một chút gian ca, hàng này rất có thể chuốt họa, có cái người quen hỗ trợ giảng hòa. Thân ca, ngươi nhiều xem điểm gian ca, đừng làm cho hắn cùng những người khác đánh lên, hoặc là trước mặt mọi người cãi nhau. Tần Nguyệt Minh nhỏ giọng hỏi Chu Nhược Sơn. Của hắn tỳ khí rất khó khống chế sao? Chu Nhược Sơn gật gật đầu bất quá thực gây gỗ hoặc là đánh lên ngươi cũng đừng rất lo lắng thông thường không ai có thể làm cho quá hắn hoặc là đánh thắng được hắn ngươi trước tiên liên hệ lưu tổng làm cho hắn an bày quan hệ xã hội là được rồi mỗi lần giang ca tham dự hoạt động công ty đều sẽ trước viết xong các loại có chuyện xảy ra hạ xin lỗi tính trước tiên phát ra đi giang vân khai nghe xong liền mất hứng ngươi khả tâm miệng đi thái tư dư nhịn không được hỏi đây là buộc lại cái bom hẹn giờ a à. chu nhược sơn thở dài không sai biệt lắm đi chúng ta này tổ hợp cũng là đặc biệt kích thích tần nguyệt minh lại lắc đầu nói sẽ không a à, ta cảm thấy hắn thật đáng yêu a à. chu nhược sơn nháy mắt ngay ra như phỏng kinh ngạc xem tần nguyệt minh giang vân khai cũng sửng sốt một chút thái tư dư tao nhã xoa xoa môi nói đừng kinh ngạc như vậy Nàng xem đến cái gì đều cảm thấy đáng yêu, nhìn đến Hoa Nhi cơ bước đi bất động lộ, muốn đem Hoa Nhi giáp đi, bởi vì rất đáng yêu. Chu nhược Sơn thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Vân Khai cũng không làm hồi sự. Giang Vân Khai di động chấn động đứng lên, hắn bắt bao tay mở ra giọng nói nghe xong một chút. Nháo nháo a, à, mẹ Tân Lục một bài hát, ngươi đi đánh giá đánh giá có dễ nghe hay không nha, ngươi dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ nha. Giang Vân Khai căn bản không mở ra linh, trực tiếp giọng nói hồi phục. Dễ nghe. Rất nhanh tin tức trở về đi lại. Ta chỉ biết, con trai ca hát dễ nghe, mẹ ca hát làm sao có thể không xuôi tay đâu, thanh khách. Mặt sau một chuỗi đều là tiếng cười. Giang Vân Khai nghe sau khi xong hồi phục giọng nói. Ngươi phát cho ta cậu nghe một chút, làm cho hắn đề đề ý kiến, nói không chừng hắn phát hiện của ngươi tìm chất cho ngươi lục album đâu. Giang Vân Khai mẹ vừa cười một trận sẽ không tìm Giang Vân Khai, không bao lâu Lưu Sang phát đến đây tin tức. Giang Vân Khai, ngươi vương bác đảng. Tần Nguyệt Minh nghe xong liền nở nụ cười. Trong nhà các ngươi quan hệ thật tốt. Hảo cái gì a? À? Giang Vân Khai nhỏ giọng than thở, thay đổi một cái bao tay tiếp tục cấp Tần Nguyệt Minh bác tôm sát. Chờ đi rồi sau Thái Tư Dư mới lôi kéo Tần Nguyệt Minh đi tới một bên, nhỏ giọng nói cho Tần Nguyệt Minh đừng dễ dàng nói nam hài tử đáng yêu. Như thế nào? Trực nam tự kỷ, ngươi khen hắn hắn liền cảm thấy ngươi thích hắn, kỳ thực ngươi không có gì ý tưởng lời nói, bọn họ liền cảm thấy ngươi là cặn bã nữ. Hả? Mười cái nam đoàn chính cặn bã, ngươi cùng hắn bảo trì bằng hữu bình thường quan hệ là được rồi. Cũng không thể quơ đổ cả nắm, này hai cái nam sinh đều rất không sai, thật đơn thuần. Tần Nguyệt Minh nâng tay dùng ngón trỏ điểm thái tư dư chóp mũi, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết, sẽ không yêu đương. Có ý tưởng sao? Khi nào thì luyến ái? Tần Nguyệt Minh thực sự điểm bị chung vanh loại này cặn bã nam thương đến. Giai đoạn trước biểu hiện tốt như vậy, ở nàng này diễn viên trước mặt đều không có bất kỳ sơ hở, nhưng mà trở mặt bộ dáng thật sự làm cho người ta khó chịu. Nàng chỉ sợ hội nản lòng thoái chí một trận, vì thế trả lời năm năm nội đều sẽ không chân nhân tú rất nhanh sẽ bắt đầu thu thứ nhất kỳ này đương chân nhân tú tên là dị nghe thấy tìm tòi bí mật giả nghe qua rất trung nhị kỳ thực là nhất đương tìm tòi bí mật chân nhân tú trên internet đều sẽ tràn ngập rất nhiều đô thị dị văn có chút kỳ thực chính là lời đồn bị người cố lộng huyền hư truyền mơ hồ này huyền bọn họ này đương chân nhân tú tiết mục liền là như vậy tiết mục thăm dò này đó dị nghe thấy sau lưng chân chính chuyện xưa phá giải lời đồn sáu vị khách quý chính là ít bí giả bọn họ thứ nhất kỳ liền phi thường kích thích xe chạy có thể có hơn một giờ sau ngồi ở phó điều khiển nhân viên công tác mới tuyên bố nhiệm vụ tần nguyệt minh cùng thái tư dư ở một chiếc trên xe các nàng hai người là khuê mật chuyện này rất nhiều người đều biết đến bởi vì thái tư dư ở phía sau đến thượng tống nghệ thời điểm có chút biểu Trung Vanh lại tổng đang nói Tần Nguyệt Minh đổ truy, chuyện này đối với Khuê Mật đã từng bị công kích quá một trận, nói chuyện này đối với Khuê Mật không đứng đắn, Tần Nguyệt Minh cũng không có trong truyền thuyết như vậy tiên. Kết quả Thái Tư Dư kết hôn sau liền mai danh ẩn tích, làm người điệu thấp, ngẫu nhiên đụng tới Phan cũng thập phần hiền lành. Trung Vanh nói dối cũng ở trước đây làm sáng tỏ, cho nên hai người lại đồng khuôn sẽ không lại có người nói các nàng hai cái gì. Tần Nguyệt Minh mở ra nhiệm vụ tạp, nhìn sau kinh hô ra tiếng. Đi quỷ thôn. Còn một ngày một đêm, chúng ta buổi tối hội ở nơi đó qua đêm sao? Đúng vậy. Nhiếp ảnh gia trả lời. Hoặc, đột nhiên có chút tiểu hưng phấn, giống chúng ta loại này độc thân lâu nhân, đến quỷ thôn đều sẽ cảm thấy thật náo nhiệt, bởi vì ban đêm nói không chừng hội có rất nhiều nhân cùng chúng ta. Thái tư dư tiếng đến màn ảnh tiền nói. Quy, là ai xem phim ma sợ phải chết. Tần Nguyệt Minh bất lưu mặt mũi phá. Hiện tại ta muốn kiêu ngạo một điểm, bằng không ta sợ hậu kỳ ta đều là túng túng bộ dáng. Giang Vân khai xe là cái thứ nhất đến địa phương, xuống xe sau liền nhìn đến tụ tập một đám người. Ban đầu còn tưởng rằng là Phan, do dự một hồi mới xuống xe, chú ý tới những người này đều không thế nào để ý đến hắn, hắn lập tức phản ứng đi lại những người này là đàn diễn. Giờ phút này có một nữ hài tử dơ tự chụp can đến Giang Vân Khai bên người, màn ảnh đối với Giang Vân Khai quay chụp. Giang Vân Khai nhìn thoáng qua di động màn hình liền nở nụ cười. Nhân gia đều là vụt sáng vụt sáng mắt to, ngươi là vụt sáng vụt sáng đại gương mặt tử, ngươi xem ngươi Mỹ Nhan Khai, miệng tử rung lên rung lên, nhưng là có vẻ cầm quái hoặc bác đáng yêu. Lấy tự chụp trang nữ hài tử vốn muốn nói nói, kết quả bị Giang Vân Khai một câu nói làm cho tức cười, cũng không dám xem màn ảnh. Vừa vặn giờ phút này thứ hai chiếc xe đi lại, Giang Vân Khai nhìn đến Tần Nguyệt Minh xuống xe, lập tức tiếp đón Tần Nguyệt Minh. Thân ca, ngươi đi lại. Như thế nào? Tần Nguyệt Minh đi tới hỏi. Giang Vân Khai còn tại xem trong màn ảnh bản thân bàn tay mặt bộ dáng, ánh mắt tặc đại, quái dọa người. Tần Nguyệt Minh tiến nhập Mỹ Nhan trên hình ảnh liền càng kinh người, sững sờ là cho Giang Vân Khai đậu nở nụ cười. Ngươi này mặt liền cùng cái ngoại tinh nhân dường như. Tần Nguyệt Minh vốn liền mặt tiểu, ở di động lý liền có vẻ có chút dọa người. Tần Nguyệt Minh xem màn ảnh đều ngây ngẩn cả người, chỉ di động hỏi. Phương diện này là gương biến dạng sao? Chính là Mỹ nhan máy ảnh, ngươi xem Mỹ, chúng ta mặt sau vách tường đều cùng uống say dường như, một cái vẽ đông đưa. Giang Vân Khai vừa cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện không thích hợp. Không phải là lục tượng A, hình như là trực tiếp. Trực tiếp là hiện trường trực tiếp cái loại này sao? Tần Nguyệt Minh hỏi. Giang Vân Khai gật gật đầu, mang theo Tần Nguyệt Minh cổ áo làm cho nàng rời đi màn ảnh trong phạm vi. Giờ phút này nữ hài mới bắt đầu đi kịch tình, đối di động nói. Bạn trên mạng các bằng hữu, ta hiện tại đã đến quỹ thôn nhập khẩu, đến sau liền phát hiện có rất nhiều mộ danh mà đến bạn trên mạng, bất quá mọi người đều ở trì trệ không tiếng, tự hồ không ai dám vào đi. Hiện tại đâu, Ta ở hiện trường lại đụng phải ba vị mới tới thám hiểm giả, cho ta phan nhóm đánh cái tiếp đón tốt sao. Giang Vân khai thẳng ô mặt, nhân gia ở trực tiếp hắn còn ngốc hồ hồ kêu Tần Nguyệt Minh cùng đi xem lọc kính. Vừa rồi cẩn thận nhìn, hắn đều nhìn đến phan xoát tên của hắn. Không cần chờ ngoài lề, đoạn này trực tiếp phỏng chừng hôm nay có thể truyền lưu đi ra ngoài. Hắn đều không dám tưởng tượng hắn vừa rồi cùng Tần Nguyệt Minh có bao nhiêu ngốc. Chương 29 dị nghe thấy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tần nguyệt minh muốn càng thêm mau vào nhập kịch tình đối với màn ảnh vẫy tay khi đại gia hảo nữ hài tiếp tục phỏng vấn nàng xin hỏi ngươi cũng là đến tìm tòi bí mật quỷ thôn sao đúng tần nguyệt minh biết nhiệm vụ tự nhiên hội phối hợp gật đầu ngươi có biết nơi này truyền thuyết sao tần nguyệt minh lắc lắc đầu nàng cũng không biết cụ thể nữ hài tử giải thích nói truyền thuyết thôn này lý có nhất quỷ dị sự tình phát sinh chính là trong thôn đột nhiên qua đời một vị lão nhân kết quả bỗng chốc mang đi mười mấy người làm bạn những người này đều là không có bất kỳ chứng bệnh lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong thôn sợ chết lại nhân liền lục tục đều chuyển xuất ra sau này có lừa hữu trải qua nơi này muốn ở chỗ này ngắn ngủi nghỉ chân kết quả liền không còn có xuất ra lừa hữu gia nhân đi trong thôn tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được lừa hữu xe cùng hành lý, gia nhân sau khi trở về cũng bệnh nặng không dậy nổi. Truyền thuyết sau này lại đi vào thôn này nhân, đều là có đi không có về. Lại có nhân đi vào không phải là quan này nọ, chính là không hiểu ác mộng liên tục. Giang Vân Khai nghe xong còn hát khởi ca đến đây. Làm chúng ta hồng trần làm bạn bị chết tiêu tiêu sái sái. Tần Nguyệt Minh lấy tay khuỷu tay đụng phải Giang Vân Khai một chút, Giang Vân Khai liền câm miệng. Thái Tư Dư cũng đi tới hỏi nữ hài. Cho nên đại gia là muốn cùng nhau vào thôn tử tìm tòi bí mật sao? Nữ hài trả lời. Chẳng phải, chúng ta chỉ là mộ danh mà đến, ta có điểm sợ hãi không muốn vào đi. Giang Vân Khai lại miệng tiện. Tiếp mục tổ cho ngươi an bày diễn liền tới cửa là đi, có phải là trực tiếp hoàng ngươi liền lĩnh cặp lồng đựng cơm? Nữ hài tử đụng tới Giang Vân Khai liền bất đắc dĩ, bất quá coi như bình tĩnh lấy di động đi quay chụp Giang Vân Khai xin hỏi vị này soái ca là muốn đi vào thôn đi tìm tòi bí mật sao Giang Vân Khai có chút lãng tránh trực tiếp màn ảnh bên trong của hắn cầm tim cùng thành tinh dường như chính hắn nhìn đều đánh khiếp sợ Giang Vân Khai không ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cặp lồng đựng cơm nữ hài màn ảnh luôn luôn chiếu Giang Vân Khai hơn nữa nói kỳ thực trong màn ảnh ta rất đẹp mắt a à đúng, ngươi xinh đẹp. Đẹp mắt. Giang Vân Khai thỏa hiệp. Nữ hài tử nhiệm vụ đã xong đã nghỉ rời đi, Giang Vân Khai còn cùng nàng nói lời từ biệt. Ăn từ từ. Nghe thế câu nữ hài tử đều cười tràn, khanh khách chạy xa, liền cùng hồi oa xem bản thân gà con tể dường như. Thứ ba chiếc xe đến, một người theo trên xe đi rồi xuống dưới, Giang Vân Khai vừa thấy cư nhiên là nhận thức. Đỗ thập giao, hiện tại đang theo Nam Vân Đình ái muội nữ đoàn thành viên. Giang ca, tần tỷ, thái tỷ. Đỗ thập giao thập phần lanh lợi, nhìn thấy sở hữu người đều sẽ vấn an. Vài người cũng cùng nàng vấn an. Hề đồ là thứ tư chiếc xe lý xuống dưới, đến đây sau đại gia khách khách khí khí chào hỏi. Cuối cùng một chiếc xe khoan thai đến chậm, có người từ trên xe bước xuống, tự nhiên là khách quý lái xe tới được. Người này vóc người rất cao, bộ dạng rất gầy, còn có điểm nhìn quen mắt. Giang Vân Khai nhìn đến Hoắc Lý Tường liền nở nụ cười, Hoắc Lý Tường nhìn đến Giang Vân Khai đồng dạng như thế. Hắc A, à, lại gặp mặt. Hoắc Lý Tường chủ động cùng Giang Vân Khai bắt tay. Là là là. Giang Vân Khai ứng phó trả lời. Các ngươi phía trước gặp qua sao? Cảm giác không phải là một cái thứ nguyên. Đỗ thập giao tò mò hỏi. Hoắc Lý Tường vẫy vẫy tay này phong hoa tuyết nguyệt địa phương không đề cập tới cũng thế. Giang Vân Khai chạy nhanh hỏi. Làm sao lại phong hoa tuyết nguyệt? Này thật dễ dàng hiểu sai hảo sao. Hoắc Lý Tường cũng biết có chút không ổn, thông minh giải thích. Với ta mà nói, trường đua xe chính là lãng mạn nhất địa phương. Về Giang Vân Khai cùng Tần Nguyệt Minh một mình ở cùng nhau sự tình, đây là vỡ không thể đề. Sáu cái nhân xem như đến đông đủ hỗn tổ hợp có Giang Vân Khai cùng Đỗ Thập Giao. Ảnh thị diễn viên có Tần Nguyệt Minh cùng Hề Đồ. Tướng Thanh diễn viên Hoắc Lý Tường. Tống Nghệ Minh Tinh Thái Tư Dư. Đại gia tự giới thiệu thời điểm, Hoắc Lý Tường vẫn là nguyên lai lời thoại. Đại gia Hảo, ta là trứ danh tướng Thanh diễn viên Hoắc Lý Tường. Hoắc Lý Tường cùng Thái Tư Dư xem như này tiết mục lý tối không ai khí, Thái Tư Dư là quá khí, Hoắc Lý Tường là còn chưa có bắt đầu hỏa. Tần Nguyệt Minh còn lại là hỏa thiêu vượng, ngày sau tình huống gì đều không biết. Giang Vân Khai đột nhiên nói với Tần Nguyệt Minh. Ngươi có biết chúng ta Đông Bắc nói sao, tỉ như cùng mặt này từ, cùng chính là xoa nắng quấy ý tứ, tường ở gần nhất ám chỉ thị, cho nên hoắc lý tường tên này có thể gián tiếp giải thích vì. Giảo thỉ côn. Hoắc lý tường vừa nghe sẽ không thích, chạy nhanh hỏi Giang Vân Khai. Làm sao ngươi như vậy hội giải thích đâu? Tần Nguyệt Minh sợ vừa mới bắt đầu lục tiếp một liền phát sinh mâu thuẫn, chạy nhanh ngăn đón nói. Đừng nóng giận, ta nghe không hiểu. Hoắc Lý Tường nhìn đến Tần Nguyệt Minh nghiêm cẩn can ngăn, đều bị khí nở nụ cười. Ngươi nghe không hiểu cũng không thể thay đổi hắn vừa mới hổ lan chi từ A, hơn nữa, ta là giảo thỉ côn các ngươi là cái gì? Các ngươi là thị sao? Thái Tư Dư cũng đem hai người kéo ra, tự hồ chỉ là tưởng nói với Giang Vân Khai nói, Kỳ thực đứng ở bên trong đem hai người ngăn cách. Chúng ta tiếp theo nỗ lực ở nếu nói đến ai khác thời điểm, đừng đem bản thân mắng đi vào. Giang Vân Khai cũng không để ý, nhắm mắt lại cười ha hả. Hoắc Lý Tường không phải là cái loại này khai không dậy nổi vui đùa nhân, căn bản không để ý, còn tự giác đứng ở tối bên ngoài. Tần Nguyệt Minh hỏi Hoắc Lý Tường. Ngươi vì sao là bản thân lái xe? Hoắc Lý Tường đặc biệt bất đắc dĩ nguyên bản chúng ta vài cái xe liền cùng hôn xe dường như cho nhau đi theo của ta xe ở cuối cùng kết quả đi qua một cái tiểu đạo thời điểm bị một cái a di ngăn cản cứng rắn muốn hồng bao mới cho đi nói là thảo tốt phần thưởng sau này xe theo không kịp ta liền nói ta mở ra đi miễn cưỡng đuổi theo bọn họ lái xe tử là tài trợ vì màn ảnh hàng chục thời điểm đẹp mắt tuyển đều là màu đỏ như vậy một loạt chạy qua bị trở thành là hôn xe rất nhiều địa phương có nhìn đến hôn xe chặn đường muốn hồng bao kỳ thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của xem như một loại ác hành vài người kinh ngạc một trận sau tần nguyệt minh đem vừa rồi trực tiếp tiểu cô nương nói cùng sau này nhân thuật lại một lần cơ bản làm được một chữ không kém giang vân khai nghe xong nhịn không được cảm thán trí nhớ không sai a à. tần nguyệt minh cười cười đúng rồi ta lưng lời thoại cũng mau thái tư dư nói nàng lưng lời thoại bình thường là xem hai lần, lần đầu tiên là lưng, lần thứ hai là xem bản thân lưng đúng hay không. Đỗ thập giao miệng đều trương thành không hình, hoặc nhìn phá lệ đáng yêu. Giờ phút này ở thôn bên ngoài nhân đột nhiên nói chuyện. Không được. Ta muốn vào xem một chút. Bọn họ hai người vạn nhất xảy ra cái gì không hay xảy ra, chúng ta thế nào cùng bọn họ gia nhân giao đãi. Đây là NPC nhóm nhìn thấy khách quý cho nhau giới thiệu xong rồi lại bắt đầu kịch tình tần nguyệt minh bọn họ đi qua hỏi là chuyện gì xảy ra trong đó một người nói chúng ta là một đám lừa hữu đi trước mặt phong cảnh khu leo núi có người nói phụ cận có quỷ thôn cho nên muốn muốn đi lại nhìn một cái chúng ta đến đây sau chỉ có hai người đi vào nói ba giờ sau nội khẳng định xuất ra nhưng là này đều sáu tiếng trôi qua bọn họ còn không ra các ngươi là muốn vào đi sao tần nguyệt minh đúng. Lừa hữu lại nói. Chúng ta không thể lại đi vào, hẹn xong rồi xe đò tiếp chúng ta, phiền toái các ngươi đi vào sau nhìn đến bọn họ làm ơn tất nhắc nhở bọn họ mau một chút, hiện tại chỉ có 2 giờ thời gian, bọn họ phải xuất ra vượt qua xe, bằng không liền trở về không được, xe hội đúng hạn chuyến xuất phát. Thái tư dư than thở. Đây là nhiệm vụ. Giang Vân Khai. Đi, chúng ta đi vào giúp các ngươi tìm xem đoàn người cùng lừa hữu nhóm nói lời từ biệt sau, căn cứ đường nhỏ hướng quỷ trong thôn mặt đi. Đây là một cái đường nhỏ, hẳn là có người đi qua sau mới xuất hiện một mảnh trọc đất mặt, chung quanh cỏ dại mọc lan tràn. Như vậy hẹp lộ xe là vô pháp đi trước. Đỗ thập giao ngẩng đầu nhìn bốn phía hỏi. Hiện tại trong thôn đã là hoang thôn sao? Luôn luôn trầm mặt hề đồ mở miệng. Dựa theo phía trước giới thiệu nói, nơi này thôn dân hơn phân nửa đã chuyển đi rồi nếu thật sự còn có người ở phỏng chừng nhân sẽ không nhiều tần nguyệt minh xem chung quanh chi can nói nơi này nhánh cây bị tân khảm quá giang vân khai cùng hoắc lý tường vóc người cao nơi này luôn là có nhánh cây đi được không quá thuận lợi giang vân khai thuận miệng hỏi có phải hay không là tiết mục tổ tân khảm sợ quát đến máy quay phim thiết bị vài người đi rồi một đoạn sau xuất hiện phân nhánh lộ bọn họ có chút không biết nên đi như thế nào. Các ngươi trước chờ một chút, ta đi trước nhìn một cái. Tần Nguyệt Minh cảm thấy bản thân thể lực hẳn là so với bọn hắn hảo, chủ động đề nghị. Những người khác đều hơi mệt, đang ở nghỉ ngơi, do dự mà muốn hay không phái cá nhân cùng Tần Nguyệt Minh thời điểm, cây cối lý đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Giang Vân Khai quả nhiên nhát gan, sợ tới mức hét to một tiếng, thân thể nhấc nhảy lên trực tiếp búng lên trong truyền thuyết thân nhẹ như yến giang vân khai trọng xuất giang hồ. Hoắc Lý Tường cùng Thái Tư Dư đồng dạng bị liền phát hoảng, biến thành sáu cá nhân loạn thành một đoàn. Tần Nguyệt Minh theo bản năng đem Thái Tư Dư trắng ở sau người, đi qua xem xét, tiếp theo nhìn đến một người theo bên trong đi ra. Người này mặc cùng bên ngoài lừa hữu giống nhau xung phong y, còn mang theo một cái khẩu trang, xuất ra sau nhìn đến bọn họ cũng là sửng sốt. Hoắc Lý Tường nhìn đến là lừa hữu chi nhất rốt cục hoàng hồn, hỏi. Ngươi cùng bên ngoài đám kia lừa hữu là cùng nhau đi. Một cái nhân đâu? Lừa hữu trả lời. Đúng, ta đây muốn đi ra ngoài, ta cùng người kia tách ra hai cái đường đi, cũng không biết hắn ở nơi nào. Hoắc lý tường chỉ chỉ bên ngoài. Vậy ngươi nhanh nhẹn điểm, bọn họ đã đi đại xe đò bên kia. Lừa hữu cùng bọn họ nói lời cảm tạ sau liền phải rời khỏi. Tần Nguyệt Minh lại đột nhiên gọi lại hắn. Chờ một chút. Lừa hữu quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Nguyệt Minh hỏi. Vừa rồi lừa hữu đều mặc quân dụng dày. Hài để có nước bùng muốn làm dấu vết. Ta vào thời điểm chú ý tới nơi này thổ những ức ác. Tự hồ là sáng sớm hạ vũ. Vì sao của ngươi dày sạch sẽ? Lừa hữu nuốt một ngụm nước miếng trả lời. Ta cố ý thay đổi giày mới đến. Tần Nguyệt Minh. Đã muốn tới trong thôn. Còn có thể đi nê lộ người bình thường sẽ không cố ý đổi giày tử hơn nữa của ngươi xung phong y rõ ràng không hợp thân khắc lừa hữu trong bao đều rất vẹn toàn của ngươi bao là không ngươi rốt cuộc là ai lừa hữu cười bắt bao cùng tần nguyệt minh giải thích ta ở bên trong đói bụng ăn này nọ bên trong còn có bán bình thủy không tin ngươi xem kết quả nói đến một nửa mượn bao hướng bọn họ nơi này vung nói xong liền chui vào cây cối lý Tần Nguyệt Minh luôn luôn tại quan sát hắn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, lập tức đuổi theo đi qua, nhưng mà cùng đối phương giao thủ sau phát hiện đối phương thật sự có tài, thả đối địa hình quen thuộc, nàng không có thể đánh quá. Nếu nói Tần Nguyệt Minh võ thuật trình độ là ngủ, như vậy này nam nhân trình độ chính là thất. Nơi này đối với hắn lại là quen thuộc hoàn cảnh, Tần Nguyệt Minh không địch lại, bị bỏ ra sau sẽ không tìm được người. Ở lại tại chỗ năm mọi người mông. Phát Lý Tường lăng lăng xem khác bốn người. Tình huống gì? Điều này cũng là kịch tình. Thái Tư Dư lắc đầu. Chúng ta ở trên xe thời điểm không có tiếp đến phương diện này nhiệm vụ, là Nguyệt Minh phát hiện vấn đề. Nói xong liền muốn đi qua tìm Tần Nguyệt Minh, sợ Tần Nguyệt Minh bị thương. Kết quả nguyên bản nhát gan không được Giang Vân khai nhưng là so Thái Tư Dư đi được đều nhanh, đi qua túng Tần Nguyệt Minh cánh tay. Tần Nguyệt Minh, ngươi có phải là hổ? Tần Nguyệt Minh còn tưởng truy, bị Giang Vân khai túng sau khi trở về còn nhẫn nại giải thích. Không phải, ta cầm tin con trâu. Giang Vân khai một hơi nuốt trở vào, sững sờ là không tiếp thượng nói. Nguyên bản còn tại hoảng thần một đám người, trong nháy mắt phá ra cười. Liền ngay cả mày nhanh túc hề đồ đều xì một tiếng nở nụ cười. Tần Nguyệt Minh buồn bực xem bọn họ, đều không biết bọn họ cười cái gì. Tần Nguyệt Minh đi trở về mà nói nói ta không sao ta phát hiện vừa rồi lừa hữu có vấn đề hề đồ nhìn nhìn chung quanh đồng ý tần nguyệt minh cách nói người kia đối nơi này rất quen thuộc không có khả năng là lần đầu tiên tới nơi này lừa hữu phỏng chừng là người địa phương hắn như vậy ngụy trang liền chứng minh hắn vừa mới nhìn đến chúng ta cùng lừa hữu đối thoại này lừa hữu nhận thức bạn của tự mình của hắn ngụy trang chỉ có thể là ngụy trang cho chúng ta xem đỗ thập giao ngơ ngác hỏi đây là đã xảy ra cái gì? Hoắc Lý Tường đều choáng váng. Nhất mở màn liền như vậy kích thích. Tần Nguyệt Minh mở ra bản thân ba lô, nhìn thoáng qua thời gian nói. Ta ở xuất phát tiền nhìn thời gian, chúng ta theo lộ khẩu đi đến nơi đây dùng xong 15 phút. Người này nếu cần lấy đến lừa hữu quần áo, đã nói lên lừa hữu ở phụ cận, nhưng là lừa hữu bị khống chế được không thể rời đi, chúng ta có thể ở một cái trong phạm vi tìm kiếm hề đồ cuối người xem nàng họa bản đồ, đi theo nói. Chúng ta đi là sang bằng lộ, trung gian không có nghỉ ngơi, hắn liền tính tốc độ nhanh nhất, từ một nơi bí mật gần đó đi cũng sẽ chậm trễ. Hắn ở trong này xuất hiện, hẳn là vừa mới thay xong quần áo, cho nên ta đoán lừa hữu ngay tại bán kính 100 thước nội. Tần Nguyệt Minh ở phân nhánh lộ địa phương vẽ một vòng tròn, bài trừ mặt khác một bên, tập trung ở khả nghi nam tử xuất hiện kia một bên rừng cây, phạm vi rút nhỏ một nửa. Thái tư dư minh bạch bọn họ ý tứ. Chúng ta nhu muốn đi vào đến cây cố lý tìm người. Giang Vân Khai đều bất đắc dĩ. Ta lái xe đưa bọn họ trở về, chúng ta đừng đi vào được không? Chúng ta tách ra hai tổ đi tìm đi, ít người không an toàn. Tần Nguyệt Minh cảm thấy nam sinh lý hề đồ tương đối thông minh, cũng tương đối bình tĩnh, vì thế hỏi, người mang theo thập giao cùng tiểu hoắc qua bên kia tìm, ta mang theo tư dư cùng Giang Gia Oa Nhi đi bên này. Nguyên bản đứng đắn tuyên bố nhiệm vụ, ở Giang Gia Oa Nhi này xưng hô xuất ra sau, sáu cá nhân lại phá công. Ta cảm ơn ngươi không bảo ta Giang cũng cũng. Giang Vân khai kháp thắt lưng, vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ ở lộ khẩu điều chỉnh tốt bộ đàm kênh sau, dựa theo Tần Nguyệt Minh nói phân tổ phân công nhau hành động. Sáu cá nhân cùng nhau tiến vào người kia xuất ra cây cối, nhất bác nhân đi phía trái nhất bác nhân hướng hữu tách ra hành động nơi này cây cối nhiều chướng ngại vật rất nhiều Giang vân khai thân hình cao lớn đi tới phi thường cố hết sức bất quá vẫn là nhỏ giọng than thở tiết mục tổ chi tiết làm được có thể a phương diện này đều là nhánh cây cùng thảo dày sẽ không dính lên nê của ngươi lý luận là đối tần nguyệt minh lại đột nhiên dừng lại tưởng chúng ta ở phía trước gặp được là trực tiếp tiểu cô nương theo chúng ta nói truyền thuyết hoắc lý tường ở cuối cùng gặp được lão bà bà có phải hay không cũng là tiết mục tổ an bày nói không chừng an bày cái gì hoắc lý tường không chú ý tới thái tư dư cũng đột nhiên ngộ đạo đối nga này tiền không thấy thôn sau không thấy điếm ai sẽ tại kia con đường chuyên môn chờ hôn xe a à? chương 30 chiếu cố bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tần nguyệt minh đi ở phía trước nguyên bản nghĩ giúp khác hai người mở đường Kết quả đi thời điểm, liền phát hiện Giang Vân Khai liền cùng sau lưng nàng, đưa tay giúp nàng nhấc lên nhánh cây, nhưng nơi này chi can không đến mức quát đến nàng. Đừng nhìn Giang Vân Khai làm cho người ta cảm giác rất không đáng tin, lại đang âm thầm chiếu cố nàng cùng Thái Tư Dư. Đi rồi 5 phút đồng hồ tả hữu, Thái Tư Dư đột nhiên hét lên một tiếng. Giang Vân Khai thân thể rung lên, ông ngực thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta kém chút bị ngươi này nhấc cổ họng mang đi. Tần Nguyệt Minh theo Thái Tư Dư xem địa phương xem tới đó nằm một người, lập tức đi qua chụp người kia mặt. Nằm nhân cùng bên ngoài lừa hữu mặt đồng dạng dày, dày thượng có mau khô nê, chẳng qua xung phong y mất. Bên cạnh còn phân tán trong bao gì đó, rất nhiều quần áo đều bị tán loạn để ở một bên. Thái Tư Dư dùng bộ đàm thông tri bọn họ lừa hữu tìm được. Tần Nguyệt Minh đánh thức lừa hữu, lừa hữu tỉnh lại sau mê mang nhìn về phía bọn họ, tự hồ thật cảnh giác. Tần Nguyệt Minh giải thích. Chúng ta là tới cứu ngươi, trước ngươi đã xảy ra cái gì? Lừa hữu hàm hồ nói. Ta cùng bằng hữu đến đến nơi đây thám hiểm, đụng phải phân nhánh lộ khẩu, chúng ta đã nghĩ tách ra đi nhìn xem bên kia đúng, đi nhầm nhân phát hiện đi nhầm, thay đổi lộ tuyến đi tìm một cái nhân là được rồi. Nhưng là ta đi rồi không xa đã bị nhân công kích, tỉnh lại liền nhìn đến các ngươi tần nguyệt minh bọn họ giúp đỡ đem lừa hữu phân tán quần áo cùng này nọ sửa sang lại đứng lên hướng tới nguyên lai phương hướng đi trở về hội họp đến bên này sau mở ra bao tần nguyệt minh hỏi lừa hữu thiếu cái gì vậy sao lừa hữu nhìn nhìn trả lời thiếu chút đồ ăn còn có ví tiền của ta bên trong có tiền tần nguyệt minh nhường lừa hữu đi trước đánh xe lừa hữu trước khi đi thời điểm cho nàng một cái laptop nói nơi này ghi lại về quỹ thôn toàn bộ đồn đãi ta vốn tưởng nhất nhất nghiệm chứng hiện tại xem ra làm không được hy vọng các ngươi có thể giúp ta nói xong liền rời khỏi giang vân khai nhìn đến lừa hữu rời đi nhịn không được than thở tuy rằng biết là nhiệm vụ nhưng là này đàn lừa hữu thực không coi tự mình là ngoại nhân a à. tần nguyệt minh lật xem laptop đọc bên trong lời đồn nội dung thuận miệng trả lời với ngươi rất giống tự quen thuộc giang vân khai chờ đợi hề đồ bọn họ trở về tần nguyệt minh thuật lại tin tức tần dạ minh đem laptop cấp hề đồ xem đồng thời nói ý nghĩ của chính mình vở lý có một cái chính là mọi người đến nơi đây hội ly kỳ quan này nọ vừa mới cái kia nhân thân thủ ta thử qua là có điểm bản sự hắn lại đối nơi này quen thuộc phỏng chừng là thường xuyên ở trong này hề đồ tân một tiếng cho nên ngươi hoài nghi về quan này nọ này nghe đồn thì thực là này nam nhân tạo thành. Thái Tư Dư đi theo nói. Đúng, người này trường kỳ ở tại chỗ này, thân thủ rất cao, còn có thể trộm này nọ, đồ ăn cùng tiền tài này đó vật nhỏ, nói không chừng một ít cái gọi là thần quái sự kiện chính là hắn ra tay, căn bản không có cái gì quỷ dị sự tình. Giang Vân Khai cảm thấy bọn họ nói được có đạo lý. Cái này phá án. Chúng ta đây có phải là không cần đi vào? Tần Nguyệt Minh lắc đầu không, còn có rất nhiều cái khác câu đố không có cởi bỏ, hơn nữa, này kẻ trộm chúng ta nhu phải bắt được hắn mới có thể. Đỗ thập giao chỉ vào hai cái lộ nói. Nơi này có hai cái lối rẽ, chúng ta còn muốn tách ra đi sao? Tần Nguyệt Minh cùng hề đồ đồng thời chỉ một bên. Bên này. Đỗ thập giao cảm thấy bản thân tự hồ không mang đầu óc đi lại. Vì sao? Thái tư dư nhẫn nại giải thích. Phía trước lừa hữu ở bên cạnh gặp được mai phục, đã nói lên con đường này càng tới gần thôn. Mặt khác một vị chúng ta xưng hô vì lừa hữu hai, hắn phát hiện đường đi sai lầm rồi cũng tới bên này, cho nên chúng ta đi đường này là được rồi. Giang Vân Khai đánh một cái thủ vang. Hiện tại ta đã hiểu, chúng ta đi thôi. Hoắc lý tường liền cùng cái người xem dường như, cư nhiên vỗ tay đến. Lợi hại, kỳ thực như vậy điểm sau có thể nhìn ra, Hề gia ca ca cùng tần gia tỷ tỷ là của chúng ta đầu não nhân vật, thái gia tỷ tỷ một điểm liền thấu, ta cùng gian gia oa nhi, đổ gia muội muội chính là không mang đầu óc, kỹ càng giải thích tài năng hiểu được. Thế nào ta liền là gian gia oa nhi đâu? Giang Vân Khai thực không làm gì thích này xưng hô. Tần Nguyệt Minh còn lại là đi tới hoác lý tường bên người hỏi. Ngươi gặp được chặn đường lão bà bà có không nói gì thêm đặc biệt, ta cảm thấy nàng có khả năng là tiết mục tổ an bày. Hoắc Lý Tường một chút liền hoảng. Ta không chú ý a, à, ai có thể nghĩ đến tiếp mục tổ như vậy sớm liền bắt đầu chăn đệm a?" À. Tần Nguyệt Minh thực vội. "Ngươi nỗ lực ngẫm lại xem." Hoắc Lý Tường vừa đi một bên nỗ lực nhớ lại, nói tiếp. "Ngươi nói như vậy đứng lên ta còn thực phát hiện, nàng là ta đã thấy, mắng chửi người tối văn minh lão thái thái, mắng chửi người đều xưng hô ngài." Giang Vân Khai ở vừa nói Bắc Kinh lão thái thái đi. Hoắc Lý Tường chạy nhanh bổ sung. Không phải là, trọng điểm là một cái chữ thô tục đều không có. Tần Nguyệt Minh trọng điểm như trước là manh mối. Đều mắng cái gì? Hoắc Lý Tường tưởng nghe răng trợn mắt, cùng đại thánh bị niệm khẩn cô chú dường như, vào đầu bứt tai trả lời. Hắc a Ta muốn có ngươi cái kia trí nhớ thì tốt rồi, chật, ngươi nói ta, bị mắng sau còn phải nhớ lại bị mắng cái gì? hề đồ quyết định nêu lên một chút. Suy nghĩ một chút ngươi ký ức khắc sâu. Hoắc Lý Tường Nàng nói vài năm nay Lý từ nơi này trôi qua hai nhà hôn xe, chưa cho nàng hồng bao kia gia cuối cùng năm năm đều phải không đến đứa nhỏ. Nghĩ tới cái gì dường như, Hoắc Lý Tường đột nhiên đề cao âm lượng. Đúng rồi, nàng còn nói, kia gia nhân con dâu cũng bị lão thái thái mang đi, đây là không tích đức. Thái tư dư kinh hô cái này cùng truyền thuyết chống lại. Hoắc Lý Tường đều kinh ngạc. Thật đúng là tiết mục tổ an bày. Lần tới ta theo xuống máy bay bắt đầu phải chú ý, khó lòng phòng bị. Giang Vân Khai góc độ thanh kỳ. Lão Thái Thái cũng là chấp nhất, 10 năm sau ở ven đường chờ hôn xe, tổng cộng gặp phải 3 lần, cuối cùng một lần còn gặp phải một cái giả. Đỗ thập giao nguyên bản nghiêm túc cẩn thận nghe, kết quả lại một lần cười tràn theo các ngươi lục tiết mục thật là nghiêm túc không đứng dậy. Giang Vân Khai đi tới thời điểm còn đang suy nghĩ cái khác vấn đề. Chúng ta còn muốn ở trong này qua đêm sao? Nơi đó có có thể ở lại địa phương sao? Tần Nguyệt Minh quay đầu. Ta mang lều trại cùng ngủ túi. Giang Vân Khai nhìn chầm chầm Tần Nguyệt Minh ba lô, đưa tay Linh một chút cảm thán. Nguyên lai ngươi luôn luôn lưng như vậy trầm gì đó, vừa rồi còn chạy tới bắt người. Thái Tư Dư chỉ chỉ bản thân bao. Đồ ăn, thủy, đèn tinh cùng ngủ túi đều ở của ta trong bao, lều trại ở Nguyệt Minh trong bao. Giang Vân Khai. Các ngươi mang hảo toàn A, à, ta này nọ cũng rất thiếu. Hắn nói xong bắt bản thân bao đưa cho Tần Nguyệt Minh, nhưng Tần Nguyệt Minh linh linh xem. Tần Nguyệt Minh cảm thán Quả thật hảo kinh. Vừa dứt lời, Giang Vân Khai liền đem của nàng lều trại ba lô cầm đi bản thân lưng, chỉ vào bản thân bao nói với nàng. Giúp ta cầm. Thái tư dư nhìn đến Giang Vân Khai khác nhau đối đãi, nheo lại hai mắt, nhưng không có ồn ào. Vẫn là không dậy nổi dỗ bọn họ hai cái chính phú, bằng không bị công kích sẽ là Tần Nguyệt Minh. Hoắc Lý Tường coi như có nhãn lực giới, đưa tay đi giúp Thái Tư Dư lưng bao, đồng thời nói. Ta liền mang theo hai bình thủy. Hề đồ nhìn nhìn, không ra tiếng đổ thập giao còn lại là nhỏ giọng nói. Ta mang cũng không nhiều, chính là một ít đồ ăn vặt. Hề đồ xem đi ở phía trước tầng Nguyệt Minh, miếng môi môi không nói gì, cũng không cố ý tiếp cận ý tứ. Hắn đến phía trước, Trương Đạt Quần làm cho hắn nỗ lực cùng Tần Nguyệt Minh bồi dưỡng chính phú cảm, ở chân nhân Tú Lý còn có đốt lửa hoa. Như vậy chờ Tân Kịch bá ra thời điểm, sẽ có chân nhân Tú Phan đi cổ động. Nhưng là hắn không am hiểu này, đối tần nguyệt minh cũng không quen thuộc căn bản không đồng ý nhiều tới gần ngược lại có chút bài xích vài người đến trong thôn liền phát hiện nơi này kiến trúc đều là tảng đá phòng ở phòng ở vách tường là đại khối tảng đá trong khe hở hồ điểm thủy nê bằng đỉnh có rất nhiều mái ngói có rất nhiều đá phiến nơi này phòng ở còn có một đặc điểm chính là cao thấp chằng chịt bọn họ đi đến sau đứng ở địa phương kỳ thực là nhất hộ nhân gia đầu tường độ cao Đi đến bên cạnh có thể nhìn đến nhà này phòng ở sân tại Hạ Phương hai thước tả hữu chiều sâu, có một loạt thạch tử bậc thềm có thể đi xuống. Tiểu Thổ pha đi một đoạn, là bên cạnh phòng ở đỉnh. Đỗ Thập giao xem chung quanh cảm thán. Loại này hình thức phòng ở làm cho ta nhớ tới Trọng Thánh, đây là một cái loại nhỏ ba dê ma huyện thôn xóm. Hoắc Lý tường đi cà nhắc xem. Nhà này đỉnh đều sụp, bên trong không ai ở. Tần Nguyệt Minh tả hữu nhìn nhìn ta nghe được dòng chảy thanh âm này phụ cận hẳn là có một cái dòng suối nhỏ giang vân khai đã ở quan sát địa hình nói này đó phòng ở phế khí trình độ đó có thể thấy được đến nơi này thật sự hoang phế thật lâu tiếp một tổ không có khả năng thế ra một cái thôn đến đây đi chúng ta có phải hay không thật sự đến đây một cái quỷ thôn hề đồ nói ta nghe nói qua một người tên là niêm phong cửa thôn địa phương cũng là một cái nghe đồn bên trong thôn xóm Đỗ thập giao đột nhiên nhấc tay. Ta cũng nghe nói qua, chúng ta đến đây niêm phong cửa thôn sao? Hề đồ lắc đầu. Niêm phong cửa thôn ở Hà Nam. Giang Vân Khai đi tới Tần Nguyệt Minh bên người, đưa tay đem Tần Nguyệt Minh túng đến bản thân trước mặt. Tần Nguyệt Minh hỏi hắn. Như thế nào? Lấy này nọ. Nga. Tần Nguyệt Minh xoay người sang chỗ khác làm cho hắn lấy đưa tay gì đó. Giang Vân Khai theo trong bao mặt lấy ra một lọ bảo ẩm bình xịt, đối với mặt văng lên một trận sau túng Tần Nguyệt Minh xoay người. Nhắm mắt, Tần Nguyệt Minh nghe lời nhắm mắt lại, bị Giang Vân Khai văng lên một mặt bình xịt, vừa xuyển một hơi, lại bị hắn văng lên một trận chống nắng. phun sau khi xong, Giang Vân Khai lấy ra bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, lại đem bình giữ nhiệt thả trở về, kéo lên khóa kéo. Giờ phút này Hoắc lý tường đã bắt đầu hô. Lừa hữu. Hi! nhanh đi ngồi xe a. Tần Nguyệt Minh nhắc nhở hắn. Bọn họ cùng bằng hữu ước định 2 giờ, nếu không đi ra ngoài, liền chứng minh bọn họ không thể rời đi, hoặc là là cũng bị công kích, hoặc là là có cái khác nguyên nhân, cho nên kêu là vô dụng. Giang Vân Khai hỏi Tần Nguyệt Minh, khoảng cách quy định thời gian còn có bao lâu? Tần Nguyệt Minh trả lời, chúng ta đi đến nơi đây thêm tìm người liền dùng 45 phút. Nếu cấp lừa hữu lưu lại đi trở về thời gian, chúng ta liền thừa 40 phút tả hữu thời gian tìm hắn. Giang Vân Khai chỉ vào phía trước nói, "Tiếp tục tìm đi." Bọn họ bên đường luôn luôn đi, vừa đi vừa nhìn, liền phát hiện trong thôn rất nhiều phòng ở không có cửa đâu, trong phòng cũng là trống không một vật. Đỗ thập giao tuy rằng thoạt nhìn không quá thông minh, nhưng là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng linh hoạt, lá gan cũng đại, ai cái phòng nhìn, cùng đại gia hội báo không ai. Kết quả vừa nói xong, chợt nghe đến quanh một tiếng nổ. Giang Vân Khai lại bị liền phát hoảng, đưa tay muốn ôm lấy cái gì, nhìn đến phía trước là Tần Nguyệt Minh đột nhiên phanh lại, tiếp theo ôm lấy bản thân túi sách. Đang ở thượng tảng đá thang lầu Tần Nguyệt Minh bị túng ở túi sách, động tác một chút, bị kéo lại, vận mệnh gông xiền, nửa bước khó đi. Hề đồ khóe mắt dư quan cho rằng Tần Nguyệt Minh muốn té ngã, vững vàng bắt được Tần Nguyệt Minh cánh tay.